chương 51 Điểm dáng môi, bác Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trùng bạc ly phóng qua mặt cỏ, răng rắc, một tiếng thải chặt đứt bụi cỏ bên trong nhánh cây, tuyết đoàn giống như thân ảnh ở một mảnh lục thảo trung linh mẫn qua lại, tô khuynh theo ở phía sau đi tới, bên cạnh là cùng nàng tản bộ gió bắc. Hậu viên tổng cộng sửa quá ba lần. Gió bắt bước chân lý mang theo nhảy bật, nghe nói hiện tại có thật nhiều kỳ hoa dị thảo, chim quý hiếm tẩu thú, ngươi cẩn thận tìm xem có thể nhìn đến. Đại nhân thật thích này vườn. Tô khuynh xanh nhạt quần áo lộ ra mềm nhẹ quang, thủ theo khinh bạc khoang trong tay áo vương, nhấc lên làng váy, để tránh dính trên lá cây nước mưa. Của nàng tóc đen chưa vãn, khoác lên trên lưng nhán lên một cái nhán lên một cái, váy hạ lộ nhất tiệt trắng nõn cẳng chân. Ở Nam Cung Lý là tuyệt không thể như vậy quần áo không làm đất xuất môn, nhưng ở Minh Quý Phủ, tối có thể không nói chính là quy củ. Gió bắt nói. Khi. Đại nhân mới không thích này phá vườn đâu. Mũi chân nhanh như chớp đá văng ra nhất cục đá, còn không phải lão nhân kia làm yêu. Gió bắt tát quái, nắm mắt cổ họng học lão đầu nhi. Phượng phi ngô đồng không tê, phi lễ tuyền không ẩm. Chúng ta quý phủ lưu không được nàng, đại nhân không tin này tà, thiên hạ kia còn có so đại tư không phủ rất tốt nơi đi hắn tà tà nhìn qua, tô khuynh ô phát tán, khinh y khoang tay áo, giống sơn giả gian khoác mây mù tinh linh, ta coi ngươi ốc thượng cũng không viết chữ, hắn làm sao thấy được. Tô khuynh đi tới, tự hồ suy nghĩ chút tâm sự. Này là chuyện khi nào? Gió bắt nói. Bốn năm vẫn là năm năm trước. Ngươi 13 tuổi thời điểm đi, đại nhân nói ngươi lớn, không thể giống mèo con cẩu nhi giống nhau luôn luôn trụ bên ngoài, cấp cho ngươi dọn dẹp một gian ốc, lão nhân đã nói thu cũng bạch thu, dù sao lưu không được. Bọn họ đi tới kia gian nhà gỗ nhỏ tiền, ốc sau một viên vĩ đại cây hòe, tứ tháng năm hội quải ra chuỗi chuỗi hòe hoa. Khi đó Minh Yến còn tại làm 12 vệ đô thống, mỗi ngày ngày khởi luyện sớm công, khi đem màu đen kiếm, còn không có đưa cho gió tây. Hắn cầm kiếm, một lát trong vòng có thể quá thất bát chiêu, kiếm phong hỗn độn, quét ngang đi lại, thấp chỗ nhánh cây, răng rắc răng rắc, lạc cành lá sát quá tô khuynh cổ áo, có đổ rào rào nện ở nàng trên đầu, nàng cũng không chịu hoạt động bước chân, ngay tại phòng ở sau trốn tránh xem kia đạo kinh hồng dường như bóng dáng, không biết nhân làm sao có thể động nhanh như vậy. Lá cây cùng hòe hoa rơi vào càng nóng nảy, lã tả giống hạ tuyết giống nhau, nàng càng lùi càng sau, kiếm rít thanh đột nhiên ngừng, kia đạo bóng dáng đứng ở trước mặt nàng. Nàng không dám ngẩng đầu, liền nhìn dưới mặt đất, mũi kiếm nhi làm cho hắn kéo, tùy ý khảy lộng trên đất hoa rơi. Đẹp mắt không? Trên đầu nàng dính đầy hoa lá tử, tinh tế nói. Đẹp mắt. Minh Yến cười một tiếng, không biết là cười nàng thú vị nhi, vẫn là cười nàng hội nịnh hót. Hắn lại không quan tâm nàng, nhắc tới kiếm đi rồi, mang đi toàn bộ mùa xuân đóa hoa cùng làn gió thơm. Gió bắt ngửa đầu xem cây hòe. Hòe hoa mạch cơm ăn ngon thật nha, ta đều nhanh đã quên là cái gì vị nhân. Tô Khuynh nói. Sang năm mùa xuân, ta lại cho các ngươi làm một lần. Sang năm, gió bắt quay đầu, một đôi mắt ướt sũng giống con chó nhỏ, thấp giọng than thở, sang năm ngươi còn có thể ở sao? Hắn gặp Tô Khuynh không đáp lời, liền đùa bẩn khởi ngón tay mình, ngữ khí thật may mắn. Ngươi đi theo vương tiến tới cung về sau, hắn cũng không có cưới ngươi nha. Tô Khuynh ngừng dừng lại. Kém một chút, nghe nói nghi thức đều bị tốt lắm thật sự. Gió bắt mở to hai mắt, lão nhân kia nói, phượng mệnh, cũng là sự thật. Tô khuynh nhẹ tay nhu xoa của hắn cái óc, nàng nở nụ cười. Gió bắt, mệnh là có thể sửa. Sang năm mùa xuân, ta cho các ngươi làm hòe hoa mạch cơm. Chạng vạn trên bàn có một đạo thiêu kê, du tây phong theo khách điếm trở về, im lặng không nói mồm to ăn cơm, tô khuynh gấp một cái đùi gà bỏ vào hắn trong chén, của hắn chiếc đũa ngừng dừng lại, ngẩng đầu, quét tô khuynh liếc mắt một cái. Nàng chính im lặng đứng dậy, tế gầy cổ tay chuyển đem băng ghế, chậm rãi hướng cửa, ngồi ở bưng bát đông phong bên cạnh. Thu mua nhân tâm. Thiếu niên hung hăng cắn một ngụm đùi gà, nhìn chầm chầm kia đạo thân ảnh hừ lạnh một tiếng. Gió bắt nói. Mới không có, khuynh tỷ đang đợi đại nhân. Chân trời là thâm trầm màu xanh tím, một đạo rặng mây đỏ theo phía chân trời tuyến thẩm thấu xuất ra, hoàng hôn thời tiết nóng hôn trướng trướng, lại có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt gió lạnh. Đại môn bán sưởng, ngẫu nhiên nghe thấy bên ngoài thanh âm. Đông phong lỗ tai vừa động, nghe được đát đác tiếng vó ngựa, nhãn tình sáng lên, bác hướng trên đất nhất cát. Du nam phong, dẫn ngựa. Tiếng la cùng tiếng bước chân xuyên qua sân mà đến. Đến đây. Yên lặng đại tư không phủ tức khách gian sôi trào hừng hực, đông phong giữ chặt đại môn chi kéo ra. Minh Yến xoay người xuống ngựa, nhíu một chút mày, bởi vì Đông Phong Nam Phong một tả một hữu ôm lấy hắn vào cửa, phía sau tiếp trước nói xong cái gì chuyện lý thú, hắn một cái cũng nghe không rõ ràng. Xảy ra chuyện gì? Hắn không chút để ý vỗ vỗ cổ tay áo, trên quần áo cùng trên mặt đều mang theo ngự phong mà đến lãnh khí. Trong lúc vô ý dương mắt, sợ run một chút, thấy ngồi ở cửa tô khuynh. Nàng ngồi một cái băng ghế, làng váy tha trên mặt đất, xong khuỷu tay chống tại trên gối nguyên bản yên tĩnh nâng má xem thấy hắn ngồi thẳng lên một đôi đen sẫm ánh mắt ngửa đầu xem hắn hàm chứa một điểm sáng lấp lánh nhảy nhót coi như chờ hắn thật lâu giống nhau hắn chậm rãi đi đến trước mặt nàng lạnh giọng hỏi cơm ăn qua tô khuynh hỏi lại đại nhân ăn qua sao minh yến tân một tiếng nàng cười một cái ánh mắt lòe lòe ta cũng ăn qua gió bắt nói. Huynh tỷ nói bậy, nàng cũng chưa ăn cái gì vậy. Minh Yến đem nàng theo băng ghế thượng nhất lên đến, ngẩng đầu hướng gió bắt nói. Tịch hạ sao, nhường phòng bếp thêm nửa vài món thức ăn. Cô Khuynh làm cho hắn kéo đi vào trong, vừa đi vừa dãy dụa. Không cần phiền toái. Minh Yến cũng không quay đầu lại, nắm chặt cổ tay nàng, cười lạnh một tiếng. Ta ăn, ngươi hầu hạ. Cô Khuynh không lại kiếm, cầm tay hắn, đem chính mình tay nhét vào hắn trong tay, tức hành giống như ngón tay theo hắn trong khe hở chui ra đến, đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm mu bàn tay hắn. Hai người mười ngón tướng chụp, lòng bàn tay kề sát, Minh Yến nghiêng đầu đánh giá mặt nàng, thấy nàng khóe môi kiều, hắn dừng một chút, không nói một lời lôi kéo nàng ngồi xuống, mới vẫy tay nàng. Bàn đã hạ thủ chỉ hư hư cầm, phản phất còn còn sót lại nàng mềm mại ngón tay đảo qua xúc cảm, giống vài miếng bông tuyết rơi xuống bao trùm ở trên mu bàn tay. Phòng bếp tân thêm sóc ngư, vài đạo giải ngấy tiểu điểm tâm, gió bắt bọn họ đều lui đi ra ngoài, hai người chậm rãi ăn, thiên như mực sắc vào nước, nhất tinh nhất tinh đêm đen đi. Hắn lặng không tiếng động, Tô Khuynh cũng không hỏi hắn ở trong vương cung chuyện, bàn tay trắng nõn chuyên chú bắt một cái cam, chua sót thơm ngát ở tại trong không khí, nàng bác tốt lắm, cẩn thận bài khai một nửa đưa cho Minh Yến, hắn tạo liếc mắt một cái, dời ánh mắt bản thân ăn. Cô Khuynh không đáp lời, vương đi thủ còn tại không trung chấp nhất lắc lắc. Hắn tiếp nhận đến, dương mắt liếc nàng, cô Khuynh chính cúi đầu, đối với cam không tiếng động cười. Gió tây. Hắn thình lình dương giọng gọi, khăn tay cẩn thận xoa xoa trên ngón tay nước, đi đem hầm lý rượu khải xuất ra. Bình rượu thượng dáng nhất tiểu khối hồng giấy, rào rào ngã xuống đến, mùi cực nùng, phiêu ở trong không khí phản phất có thể say lòng người. Minh Yến cho nàng rót đầy nhất trảng, lại cấp bản thân đảo mãn nhất trảng. Biết đây là cái gì rượu sao? Tô Khuynh lắc đầu. Minh Yến thủ đoạn chuyển động, quơ quơ trảng trung quỳnh tương. Ta phát cho phố phường, không hiểu này, là lão nhân nói dưỡng nha đầu muốn mai nhất quán, đáng tiếc bảy tuổi đã muộn, bằng không mùi rượu càng đậm. Tô Khuynh mặt có chút hồng. Là của ta nữ nhi hồng. Minh Yến xem chén rượu nở nụ cười, trong mắt đựng ác liệt nghịch phản năm đó ta giúp ngươi vùi vào đi lúc này sẽ giúp ngươi khởi xuất ra hôm nay làm hôn uống rượu như thế nào tô khuynh còn chưa phản ứng đi lại ly rượu làm cho hắn hít một chút hắn đã nâng tay áo uống lên sạch sẽ đốt ngón tay khinh mạc một chút khóe môi tô khuynh chần chờ một chút cũng nâng lên ly rượu chậm rãi uống xong đi toàn bộ phế phủ đều giống thiêu cháy giống nhau minh yến yên lặng xem nàng thấp mắt lại rót đầy hai chén. Ta uống một chén, ngươi uống một chén, có thể đi. Cô Khuynh nhìn nhìn rượu trên mặt ảnh ngược ra một chi lập đăng. Có thể. Hắn đáy mắt mang một điểm tản mạn cười, tự hồ cảm thấy nàng thú vị, lại uống đầy nhất trảng. Cô Khuynh nhìn hắn uống hoàng, vừa uống lên bán trảng, làm cho hắn đoạt cái cốc. Được rồi. Nàng nâng lên mắt thấy hắn, đáy mắt ngập nước, nhường rượu lạc ra lệ đến, Quỳnh Tương Lý phao quá đỏ bừng môi, hơi hơi dương. Minh Yến lại bảo gió Tây. Đem trong phủ yên hoa chuyển đến trong viện đến. Gió Tây lưng kiếm đã chạy tới, tức giận lường phía sau hắn Tô Khuynh liếc mắt một cái. Chuyển bao nhiêu? Minh Yến nói. Toàn bộ. Gió Tây nhíu nhíu mày. Nhiều như vậy sao? Chúng ta đảo quốc tiêu hỏa không được, đều là dựa vào phiên ban cung, toàn mấy năm nay, mừng năm mới cũng chưa buông tha. Minh Yến không kiên nhẫn đánh gãy. Làm thành yên hỏa, không phải là làm cho người ta phóng. Hắn lộng quyền độc hành thói quen, gió Tây không dám trêu hắn, cùng gió bắt hai cái hợp lực đem hơn 10 đồng yên hoa chuyển ra, lần lượt từng cái bãi ở trong sân. Minh Yến níu chặt tô khuynh quần áo giác, đem nàng đặt tại băng ghế thượng, cho nàng trên vai phi nhất kiện áo khoác, đạm nói. Ngươi thả ngồi. Cô Khuynh Long ở áo khoác bên trong, ngửa đầu nhìn hắn, không biết hắn muốn làm cái gì, vẻ mặt giống chỉ ngây thơ mèo con. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ của nàng gò má, thấp mắt cười nhạo. Say. Tô Khuynh phản bác. Không có. Không có liền xem trọng. Hắn cúi xuống thân, ai cái nặng ra tim đến, cầm trong tay một căn sáp, theo cái thứ nhất bắt đầu điểm, ánh lửa hưu một tiếng lũi trên trời, đèn đuốc trực trở bắn tóe mở ra, phanh tràn ra một đóa chiếm cứ phía chân trời hoa. Tô khuyên ngửa đầu nhất như chớp như không xem, yên hoa héo tàn khi, hạ trụy hỏa chấm nhỏ giống như sao băng, chiếu nhân mặt lao xuống xuống dưới, đem nhân cũng nhiên thành tro tẩn, nhưng là chúng nó ở không trung liền tiêu thất. Minh Yến không lưng điểm cái thứ hai, cái thứ ba, một đóa một đóa lộng lẫy yên hoa, bang bang, lên trời, toàn bộ thành trấn tựa hồ đều bị bừng tỉnh, lại không biết là nơi nào đến ăn mừng từng nhà ghé vào cửa sổ thượng xem, xem khai ở Nam quốc phía chân trời cực đại vô cùng yên hoa. Minh Yến cũng ngửa đầu xem, nhìn xem không chút để ý, đèn đuốc rực rỡ chiếu rọi hắn diễm lệ quan bào, trên lưng một đoàn cẩm tú nhiều loại hoa ảnh ngược lục sắc, màu tím điểm sáng, bào giác một mảnh ngân tuyến ba đào, phản phất đúng như tuyết lãng quay cùng. Hắn cô độc, đứng ở một mảnh tiền đồ sáng lạn dưới. Hắn không nói một lời, không cùng nàng cùng xem, chỉ là từng cái từng cái địa điểm, giống như muốn ở trong một đêm đêm yên hoa tất cả đều nhiên tẩn. Tô Khuynh theo băng ghế thượng đứng lên, đi đến hắn sau lưng. Đại nhân. Minh Yến chậm rãi nghiêng đi thân, lười nhắc hỏi. Đẹp mắt không? Tô Khuynh xem hắn nói. Đẹp mắt. Ta theo không xem qua như vậy đẹp mắt yên hoa. Hắn xoay quá thân đến, nghẽ mặt nàng, nàng bảo châu dường như mâu trung ánh hai mặt lam lục ánh sáng, mềm mại như nhất cuôn ảnh ngược trăng tròn thủy, thần sắc giống tiểu hài tử giống nhau nghiêm cẩn. Hắn nâng lên của nàng cầm, chậm rãi cúi xuống mặt, nhìn chầm chầm của nàng biểu cảm biến hóa. Hắn nhìn đến tô khuynh cây quạt dường như lông mi mềm mại buông xuống, chưa thượng trang mềm mại môi, nhưng lại nhẹ nhàng hướng hắn bên này khuynh đến. Hắn sợ run một lát, vẻ mặt hơi hơi vừa động, đột nhiên sờ của nàng hai má, khiến cho nàng đem khẩu mở ra, lập tức là mưa rền gió dữ giống như xâm nhập cùng đoạt lấy. Sau một lúc lâu, hắn nới tay, xem nàng đỏ mặt mồm to thông khí, đè thấp thanh âm. Vương thượng biết chuyện này. Tô Khuynh lo nghĩ, đờ đẫn điểm một chút đầu. "Nha." Tâm tâm niệm niệm vương thượng, liền giá trị như vậy một cái nha. Hắn cúi đầu, ngón tay xoa của nàng môi, ngữ khí sắc bén, ánh mắt lại cực ôn nhu, từ giữa lộ ra đè nén đến cực điểm vui mừng đến. Tô Khuynh, ngươi khả vạn vạn không cần ngoạn ta. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 52 Điểm dán môi, cửu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sân lý mênh mông ánh trăng, róc rách trần ở bóng loán tế đá cuội phô trên đất. Xanh nhạt khoan tay áo trượt xuống, một đôi ngẫu cánh tay hoàng trụ minh yến cổ, hắn ôm Tô Khuynh đi qua hành lang dài, nàng buông xuống làng váy, theo của hắn bước chân chớp lên. Diêm hạ hình trụ đèn lồng mờ nhạt một đoàn, to rõ côn trùng kêu vang tiếng vang lên, đến gần mới phát hiện trên cột tà cột lấy một cái quắc quắc cái lồng, du tây phong nhàn đến vô sự bút tích, xanh biết côn trùng thân thật dài đâm tủa, ở lỗ thủng lý mọi nơi nhảy lên. cô Khuynh nói, đại nhân, thành thân ngày đó ta không có uống rượu hợp cẩn. Minh Yến cúi đầu liếc nhìn nàng một cái hôm nay uống chính là tô khuynh nở nụ cười ghi rõ ràng là nữ nhi hồng minh yến lấy chân điểm mở cửa trong phòng trướng mạng cuối trong phòng quanh quẩn thanh u trầm thủy hương hơi thở mấy chi ánh nến một chi chiếu đầu gỗ khắc hoa cửa sổ một chi chiếu trang trên đài gương tô khuynh phát giác thiển hoàng gương đồng làm cho người ta thay đổi ảnh ngược một đoàn sáng ngời chói mắt quang minh yến tạo nàng liếc mắt một cái đừng nhìn thủy ngân kính không phải là ngại gương chiếu không rõ tô khuynh quay đầu có chút ngạc nhiên nơi nào đến thủy ngân kính nghĩ muốn cái gì không có minh yến cố ý đem nàng ôm đến trước gương hơi hơi cúi người tô khuynh đưa tay vuốt hắn cười nhạo hỏi còn thấy rõ như sương giống như mông lung tán đi tô khuynh ở trong gương thấy rõ hắn đáy mắt cực đạm cười ngay tại hôn ám ánh nến trung lóe nhỏ vụn quang ngược lại có chút co quắc đại nhân phóng ta xuống dưới đi minh yến không lên tiếng trả lời thân cánh tay vừa nhất đem nàng đặt ở bàn trang điểm thượng tô khuynh chân ép xuống hai cái trâm hoa chống cái bàn muốn xuống đất minh yến đỡ của nàng thắt lưng đem nàng để ở trên gương trụ hợp cẩn đã uống lên nên làm cái gì tô khuynh nhìn nhìn hắn đại tư không ngọc quan thượng tinh tế điêu khắc thụy thú trung hoành một cái tim tế trâm cài tóc tối đen sợi tóc sơ ngay ngắn chỉnh tề, phím gió mát quan. Minh Yến thấy nàng thất thần, đặt ở nàng váy thượng thủ dùng sức, khinh kháp một phen kia mềm mại vòng eo. Sao không nói chuyện? Tô Khuynh phục hồi tinh thần lại. Đại nhân nói đâu? Minh Yến cười lạnh một tiếng, nâng lên nàng cầm, thiệt kia phiến môi anh đào. Ngươi hỏi ta. Tô Thượng Nghi ở trong cung không phải là chuyên tư lễ nghi. Tô Khuynh nói trụ hợp cẩn sau nàng bỗng nhiên nâng lên mắt bên tai đã đỏ chu công chi lễ minh yến tân một tiếng rủ mắt xuống coi như đủ tiêu chuẩn vén lên màn lung tung thượng sạp cô khuynh cập thắt lưng tóc dài rối tung ở trên đệm tránh động trong lúc đó quần lót lý rớt ra một đoàn tuyết trắng trù bố chậm rãi mở ra minh yến ngừng hành động thuận tay nhặt lên đến đậu triển khai thấp mắt thấy Tô Thượng Nghi thế nào đem nguyên khăn tàn ở trên người? Tô Khuynh sắc mặt đỏ bừng. Ta cũng không có. Lại một phen ống tay áo nhu động, hỗn loạn trung minh yến nắm của nàng thắt lưng nâng lên, nguyên khăn phô tại hạ đầu, treo đùa nói. Chạy loạn, một lát lạc không lên cần phải tao. Nàng xấu hổ giận, liền biến thành một gốc cây sẽ không nói thực vật, phiến lá nhuyễn tháp tháp, đổ mồ hôi ẩm quần lót, của hắn hôn lông chim dường như dừng ở nàng trên trán sợ cái gì, nhẹ nhàng không nhường ngươi đau. Tô khuyên trong đầu quanh quẩn nam cung thần tiếng chuông, ở vù vù tàn trong mộng lặng lẽ mắt, mới phát giác bản thân ngủ đến mặt trời lên cao. Nghiêng đầu, Minh Yến đã thu thập xong xuôi, lười biến tựa vào đầu giường, nắm bắt cái nhìn quen mắt màu lam vật cái gì, chính ở trong tay xoay xoay, tinh tế đoan trang. Trong lòng nàng cả kinh, duỗi tay lần mò, cần cổ trống trơn. Minh Yến liếc mắt, đáy mắt lý còn mang chậm rãi, thưởng thức dục sắc. Khả tỉnh ngủ. Tô Khuynh lui ở trong chăn đem sim y bộ hảo, dựa vào đến hắn bên người, xem làm cho hắn cầm trong tay viên hoàng. Đại nhân, đây là của ta. Viên hoàng ở trong tay hắn vòng vo chuyển, sau một lúc lâu, hắn hừ cười một tiếng. Khẩn trương cái gì? Viên hoàng bên trong chất lỏng sắp quá bán, một nửa làm sáng tỏ, một nửa oánh lam, phi ngọc phi thạch, ở trang sức lý cũng được cho nhất đẳng nhất rất khác biệt, Ai đưa cho ngươi? Tô Khuynh xả cái dối. Ta nương. Nói bậy. Minh Yến tảo nàng liếc mắt một cái, ngươi vào phủ khi thế nào không đội. Tô Khuynh nói không nên lời, trên trán sinh một tầng tinh miệng mồ hôi, hắn xoay quá mặt nàng, hôn hôn của nàng môi. Vương thượng cấp. Tô Khuynh lắc đầu, đen sẫm trong ánh mắt tựa hồ nổi lên vô cùng lo lắng gợn sóng, nàng chậm rãi, khẳng định nói. Đại nhân từ trước là gặp qua nó minh yến liếc nhìn nàng một cái phục lại cúi đầu xem kia viên hoàng hắn lý nên lại bắt một câu nói bậy bởi vì gặp qua đều khắc ở hắn trong đầu chút sẽ không nhớ lầm nhưng là hắn xem này kỳ quái hoàng đáy lòng nhưng lại trào ra một loại nói không rõ phiền muộn tư vị nửa che nửa đậy như mây giống như sương hắn im lặng không nói tô khuynh tinh tế thanh âm vang lên đại nhân tin ta minh yến xì khẽ một tiếng quay đầu nhìn nàng học hội khoe mã. Tô Khuynh nhìn hắn không lên tiếng, như vậy chuyên chú, yên tĩnh ngóng nhìn, thuần túy như băng tuyết, Minh Yến đem viên hoàng long tiến trong tay. Không hỏi liền không hỏi. Hắn thấp kém mắt, hàm chứa điểm không cam lòng trêu tức. Kêu một tiếng dễ nghe, trả lại cho ngươi. Đại nhân. Minh Yến không ứng. Tô Khuynh cắn một chút môi. Lan Quân. Minh Yến thế này mới dương mắt xem nàng, nhìn sau một lúc lâu mở miệng kêu minh yến cô khuynh chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ một cái oai phong một cõi kinh sợ nam cung tên cho tới bây giờ cùng quyền thế ngập trời tương liên chọc người kiên kỵ hai cái hội ăn thịt người tự ở nàng trong miệng trở về này xinh đẹp tên bản thân minh yến minh yến nói lại kêu một tiếng minh yến hắn nhịn không được hôn trụ kia niệm ra hắn tên miệng anh đào nhỏ Viên hoàng nhét vào nàng long khởi sinh bạc hãng lòng bàn tay, cười nhẹ một tiếng. Là cho ngươi lại kêu một tiếng lan quân. Trên tay hắn nắm bắt một quyển sách giải trí xem, ngón tay ở nàng phát giang, thông thả chải vuốt của nàng tóc dài, minh yến ôm của nàng tư thế thả lỏng lười nhát, giống ôm một cái miêu. Tô khuynh chậm ở trong lòng hắn, trên tay nắm viên hoàng, trong mắt thông thả chuyển giật mình. Đại nhân, ba năm trước, ta phạm vào một cái sai. Minh Yến ngón tay dừng dừng, dời thư, cuối mâu nhìn của nàng sườn mặt. Cao vút thiếu nữ, lông mi dài dưới, một đôi đen sẫm loan loáng ánh mắt. Đại tư không phủ là của ta gia, ta không nên rời nhà mà đi. 14 tuổi ngày nào đó, cũng là giống như hôm nay giống nhau giữa hè, theo ve kêu thanh thanh hậu viên trung đi ra ngoài, xuyên qua mặt trời chói chang chính thịnh tiền viện, đi đến tiếng người ồn ào phố xá. Đằng hoàng nâu tinh kỳ chiêu bài chân bánh bao vĩ hấp nội toát ra sương khói, thảo cọc thượng sát một loạt tiểu mặt nhân, nàng dẫn theo rổ nhìn chung quanh, thấy được kia con khỉ nhi mặt nhân, đến nay nàng còn nhớ rõ kia mặt trên nhan sắc. Là gió bắt thích màu hầu nhi, 12 cầm tinh bên trong liền thiếu này một cái, nàng mua xuống, bỏ vào trong rổ, chủ quán là cái thấp bé lão ẩu, đà lưng, hiếp mắt xem nàng sau một lúc lâu, nhẹ nhàng đẩy ra nàng đưa qua tiền đồng. Nàng rất kỳ quái thế nào không lấy tiền thấy đại tư không phủ người trên chi bằng làm da da nải nải cung lão ẩu lại theo cái giá thượng tháo xuống vài cái mặt nhân bỏ vào của nàng trong rổ đục ngầu trong ánh mắt tỏ khắp ra chút mất tự nhiên lấy lòng cười còn thích gì cứ việc chọn chính là cô khuynh sợ run một chút minh yến thăng nhiệm đại tư không bất quá một năm trên người nàng mặc là bình thường khinh la trên đầu mang cũng là không du cũ tố sai ngươi làm sao mà biết ta là ai? Biết, biết, là tô tiểu thư thôi. Nàng cố hết sức ngửa đầu nói, đại tư không là nam quốc Thái Dương. Nàng dẫn theo rổ, mờ mịt đi ở trên đường, ánh mắt thoáng nhìn trong rổ vài cái màu sắc rực rỡ tiểu mặt nhân, cho hè nóng bức trung cảm thấy một tia hàng khí, theo cuộc sống uống lượng xuống. Nàng chiếc trở về, sách đi trên đầu tố sai, tìm một cái tiền đồng mua hai cái bánh bao, đứng ở trong góc cắn một ngụm, nhỏ giọng hỏi. Ngài cũng biết đại tư không? Bán bánh bao là cái 15, 16 thiếu niên, một mặt đổi thế một mặt đáp lời. Ai không biết đại tư không? Tân làm ban hạ, ban ơn cho dân sinh, lao dịch thuế má đều thay đổi, chính là trong học đường đứa nhỏ, thứ nhất khóa đều phải nhận thức, minh yến. Ngàn gia vạn hộ, lấy tên lại không khả dùng này kiến tự. Hơi phiêu khởi đến, mơ hồ của nàng mặt mày, tô khuynh lâu dài mặt, tự hồ muốn vãn hồi chút gì đó nhưng là vương thượng mới là thật long khi thiếu niên suy cười một tiếng lặng lẽ hạ giọng lời nói không xuôi tai nhưng cách chân long cố gắng có thể sống khả nhân có thể cách được thái dương sao bán bánh nướng phụ nhân thấu đi lại lặng lẽ đệ nàng một quyển tập tô khuynh mở ra đến xem nàng tên tô khuynh cùng phương hướng phong rõ ràng trong danh sách còn phụ có đối ứng tiểu giống đại tư không kiến phủ cho chúng ta cẩm dương. Nàng hảo ý nói, nếu như ngươi là có tâm tránh họa, cẩn thận lưng nhất lưng này tập, vạn không thể va chạm đại tư không người bên cạnh. Tô khuyên mờ mịt xem bản thân tiểu giống, cho mặt trời chói chang chính thịnh trung đoán được cái gì đang ở không khống chế được gì đó. Nàng cũng từng đọc sách sử. Thế gian vạn vật, tới mãn tắc thiếu, cực thịnh mà suy. Nữ nhân xem mặt nàng, xem lâu, kinh nghi, di một tiếng, Bất chấp lấy đi kia tập, thay đổi sắc mặt, nhưng cơ hội chảy mất. Cô khuyên tưởng, nàng chỉ là một cái nho nhỏ, nho nhỏ ở tại trong nhà gỗ thị nữ, tự như ở tại hậu viên lý một cái bạch mau hồ ly, nàng ra sức vương song trưởng, cũng bất quá là bọ ngựa đấu xe. Thế nào, thế nào mới có thể đến giúp hắn đâu? Làm nàng trong lúc vô tình nhìn đến Yến Thành cận bên hông hoàng thất ngọc bài thời điểm, hết thảy ngu dốt ngốc toàn bộ biến thành được ăn cả ngã về không trong sáng nàng tưởng, nếu nếu có thể, nàng nguyện ý hiến ra bản thân hết thảy, vô luận làm một khối đá kê chân, vẫn là làm chung cuộc lý một đạo bùa hộ mệnh. Cả đời này, bản liền không có gì. Nếu không phải là hắn tác kia đem vàng lá, nàng trụ không xong này 7 năm thế ngoại đào nguyên. Nếu không phải là tranh sách ngân câu, nét chữ cứng cáp sửa lại cái kia khuynh, có lẽ Tô Thanh Thanh vẫn cứ ở đầu đường chụp hồng nha bản hát khúc, tùy tùy tiện tiện, qua loa hiểu rõ cả đời này. Thái Dương theo cửa sổ chiếu tiến vào, dừng ở nàng tối đen trên tóc của hắn đầu ngón tay lây dính một điểm thủy tí, dừng một chút. Nàng ỉ ở trong lòng hắn, trợn tròn mắt, một chút thanh cũng không phát ra đến. Nước mắt kia lạnh lẽo ở hắn trên ngón tay, lại giống như hội nóng nhân giống nhau. Minh Yến im lặng không nói gì, cầm buộc chặt, đồng tử bị quang phơi sáng, ai cũng không phát hiện của hắn hầu kết nhẹ nhàng giật mình. Ngón tay đặt ở trên môi nàng dính nước mắt nhẹ nhàng đồ ở môi nàng cánh hoa thượng, chậm rãi điểm một điểm. Ký biết sai lầm rồi, sau này lại không hứa rời nhà. Tác giả có chuyện muốn nói. Tuy rằng rất muốn nhiều viết điểm, nhưng là này mấy tháng xuất phát từ phụ lục mấu chốt kỳ, sự tình thật phức tạp. Chờ sống quá này mấy tháng là tốt rồi, mọi người đều cố lên. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 53 điểm dán môi, 10. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Minh Yến sớm vô song thân, không cần thần hôn định tĩnh, hắn không lên tiếng, cũng không ai dám lên môn bái kiến, ngày trải qua bình tĩnh yên tĩnh, tựa như sóng biển bên trong một tòa cảng, trốn ở bên trong xem không thấy bên ngoài. Đại tư không phủ cũng có tàn qua nhi trứng gà đất hầm, gió tây giúp đỡ trong phòng mang lên băng, tô khuynh xiêm áo một mâm cam, lấy tay đem mâm để ô nóng, mới đoan ở Minh Yến cái bàn giác thượng. Minh Yến ngồi ở án tiền, tùy tiện phiên thật dày một xấp tấu, đọc nhanh như gió xem. Bị đè nén. Buồn đi trong vườn ngoạn. Cô Khuynh còn muốn lấy tay bài, đem thuyền hình hai cái giác chanh da lưu loát tránh ra, đầu ngón tay chua ngọt hơi thở phiêu tán xuất ra. Không có. Khi cùng ta trò chuyện. Cô Khuynh đã lau sạch sẽ thủ chuẩn bị kéo tay áo mài mực, nghe vậy có chút kinh dị ngẩng đầu đại nhân không phải là đang vội sao. Minh Yến liếc nàng một cái. Tô Khuynh là không chịu ngồi yên, từ nhỏ đến lớn, theo đến sớm trễ, này nói mảnh khảnh ảnh, ở hắn trước mặt yên tĩnh không tiếng động lúc ẩn lúc hiện, có thể đem trong phòng các góc chiếu cố thỏa đáng, giống như trời sinh liền so người khác nhiều một bộ tay chân. Sinh như vậy cái thiên tiên dường như thân xác, nội bộ là một khối ngoan thạch, không có gì tâm nhãn tử thực, còn trục thật sự, chỉ có vây ở trong lòng hắn thời điểm mới ngoan. Mặt đỉnh trong tay nàng hóa, trắng nõn cổ tay Linh mẫn chuyển. Đại nhân hưu đến đệ mấy ngày. Minh Yến vỗ vỗ đôi một sấp quân báo. Thứ tám ngày. Tô khuynh, ngô, một tiếng không lại hé răng, tinh mịn lông mi cuối, không biết đang nghĩ cái gì. Minh Yến nghẽ mặt nàng, nở nụ cười một tiếng. Đây là tưởng ta hưu, vẫn là không nghĩ ta hưu. Tô Khuynh không trả lời, bởi vì nàng nghĩ đến yến thành cận minh yến ngày nghỉ sớm hay muộn kết thúc vương thượng còn lại là cái nghĩ tới cái này nàng liền thực sự chút bị đè nén đại nhân trong vườn hồ ly nên uy nàng nói xong lấy khăn lau sạch sẽ ngón tay minh yến cắt bút tô khuynh khuynh có khi hắn tâm tình hảo liền từ lấy kêu nàng hài âm tên thật thanh thanh đây là một loại ác liệt sủng nịch hắn cúi mắt tinh cũng không tốt hảo đánh giá đánh giá này trong phòng. Tô Khuynh quay đầu đi, quả nhiên gặp bãi ngăn tủ địa phương không biết khi nào đã đổi mới, nặng nề h một, sau ban đầu lớn gấp đôi không thôi, nàng đi qua, chi nha, kéo ra quỷ môn, bên phải đôi đầy màu sắc rực rỡ lĩnh la, xem hình thức cũng không giống của hắn. Minh Yến nói, đến năm nay mùa đông đều có sim y đổi, sang năm lại tài tân. Đại nhân, nàng vừa kêu một tiếng, cửa sổ phát ra răng rắc một tiếng gãy nổ. Nhất đạo bóng đen tảng đá giống nhau tạp tiến vào, còn chưa rơi xuống đất, Minh Yến thân hình nhoáng lên một cái, đã đến trước mặt, một cước đem nhân lược đến cạnh cửa, tạp môn cũng đổ rào rào rơi xuống nước sơn bọt, trong thanh âm mang theo một điểm âm lệ trầm. Quy củ đâu? Đại nhân, đã xảy ra chuyện. Hắc y hắc khố ước chừng là cái bóng gián vệ, này một cước không sảm nội lực, lại rất trắng chắc, hắn đỡ ngực sắc mặt thống khổ, vương thừa tướng hôm nay dùng quá ngọ cơm về sau, đột nhiên khẩu nôn máu tươi, chỉ sợ. Minh Yến sắc mặt phát trầm, đi vào một bước, cuối mâu nhìn chăm chú thanh âm chỉ có hắn hai người nghe được. Đã chết. Lan Trung đi vào, hiện tại đều không ra, sợ là không tốt. Minh Yến mắt lạnh nhìn hắn. Đồng ai dùng là cơm trưa. Ảnh vệ lại nói. Tống đô thống, hắn ông tế hai cái luôn luôn thân mật, nhanh kề bên ngồi, trên bàn còn có nữ quyến, vốn tưởng rằng chỉ là cái gia tịch. Hắn rào rào một tiếng phục đi xuống, đầu đụng ở trên sàn, thuộc hạ thất trách, thỉnh đại nhân trách phạt. Minh Yến mặc một lát, thủ đặt tại bên hông, kia khối nam quân làm hắn đội, ngày ngày không dám rời thân, giờ phút này cứng rắn cắt ở trong lòng bàn tay. Ngươi thả đi xuống, ta đi xem đi. Hắn toàn quá thân, ánh mắt đảo qua tô khuynh tái nhật mặt, đã theo sắc bén chuyển chí nhu cùng, không biết ở cùng ai nói chuyện không bao lâu trở về là tô khuynh vội hỏi đại nhân hắn liếc mắt một cái ghế dựa nói nhỏ ngồi chờ minh yến ra cửa đưa tới đông phong nam phong ta ra một chuyến môn đem phu nhân xem trọng hai người lĩnh mệnh hắn liếc liếc mắt một cái đầu tường thả người nhảy thân ảnh rào rào chật lóe ở tường vây thượng một điểm giây lát biến mất Tô Khuynh ngồi ở ghế, hai tay giảo, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, chỉ chốc lát sau, ngoài cửa sổ bỗng nhiên ầm ỉ nháo lên, trong phủ phản phất đột nhiên dũng vào rất nhiều người. Có người ở la to, nàng phúc chốc đứng lên đến, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, tiền viện đứng một cái trên đầu cuốn quít lấy bạch trù mảnh vải nam nhân, đúng là trong truyền thuyết dính liếu cạp váy tống đô thống. Đại tư không thảo gian nhân mạng, dám chậm sát một quốc gia thừa tướng, hại ta nhạc phụ, thiên lý sáng tỏ, có thể nào khinh người như này. Dù Đông Phong gặp Tống Đô Thống một cái bát thước nam nhi, khóc một phen nước mũi một phen lệ, suy cười một tiếng, ánh mắt trừng. Ngươi nói đại nhân chậm giết ngươi nhạc phụ, ta còn nói là ngươi đâu. Trịnh Đô Thống sắc mặt biến đổi đột ngột, ngón tay đốt Đông Phong chóp mũi. Đại tư không tâm ngoan thủ lạc, 60 lão nhân đều không buông tha, nhìn một cái này chó điên kiêu ngạo dạng, quốc hữu đại tư không, thiên hạ nguy rồi phía sau một đội nhân mã đều là hộ viện gia đình người người tay cầm côn bổng đỏ mắt đắc tượng muốn lấy máu nghe vậy xôn xao đứng lên đại tư không phủ hôm nay dù sao cũng phải cấp ý kiến đông phong lạnh lùng tảo mọi người thị một chu chậm rãi triệt khởi cổ tay áo muốn cái gì cách nói tô khuynh phàn xong cửa sổ mày nhăn tiểu thế giới trung thừa tướng bản ứng chết vào hai ngày sau minh yến tay nhưng là hiện tại môn loãng xoảng lang, một tiếng làm cho người ta phá khai sóng nhiệt lăn tới đây nàng xoay người sang chỗ khác lưng dán khung cửa sổ vốn tưởng rằng là nam phong khả vào cũng là vài cái ma ma trên người là yến cung quan bào cầm đầu cái kia thượng tuổi nàng nhận được đúng là vương thượng bà vú thân thể vững vàng sáng sủa hầu hạ cho vương trên thân sườn từ trước nàng xuất nhập cho tẩm cung luôn là gặp qua nàng lợi hại mắt đảo qua tô khuynh mặt đem nàng từ đầu đánh giá đến chân, tự hồ ở kiểm nghiệm giống nhau vật phẩm, cuối cùng mới hành lễ. Cổ kiệu hầu ở bên ngoài, thỉnh tô thượng nghi tùy nô tỳ hồi cung. Tô khuyên nhìn nàng, còn chưa mở miệng, nàng về phía sau sử cái ánh mắt, lại tiến vào hai cái lạ mắt ma ma, một tả một hữu giá khởi cánh tay của nàng, lực đại vô cùng, nếp cho nàng xương cốt đều phải chiết, không khỏi phân trần đem nàng tha ra cửa. Đứng lại. Nam Phong cầm trong tay một căn dài bổng, bắp kề bên ma ma vạt áo, còn không buông ra. Du Tây Phong không ở, gió bắt xuất môn chưa về, Đông Phong phân thân thiếu phương pháp, Du Nam Phong thoáng nhìn nơi cửa sau ngừng đỉnh đầu lạ mắt cổ kiệu, thân hình nhất lượt, liền từ trước viện đến chỗ này. Bà vú liễm tay áo được rồi thi lễ, ngữ khí cũng là lạnh lùng. Ta kính xin đi cái thuận tiện. Thuận tiện. Du Nam Phong nói, theo chúng ta trong viện cướp người, thực khi chúng ta đại tư không phủ qua lại tùy ý bà vú mâu quan sẵn giọng tô thượng nghi đến quý phủ làm khách thật lâu không về rối loạn trong cung quy cũ ta chờ phụng vương thượng chi mệnh đặt tới đón tô thượng nghi hồi cung nam phong nhìn tô khuynh liếc mắt một cái tô khuynh đen sẫm ánh mắt cũng trấn tĩnh xem hắn này là nhà ta phu nhân không có ngươi tìm tô thượng nghi đại tư không cưới là kinh tiểu thư tiểu giống nô tỳ nhưng là gặp qua nàng lạnh lùng cười theo trong tay áo lấy ra một quả nam quân làm thấy vậy làm giả như thấy thiên tử tô thượng nghi mười ngày sau tức vì nam quốc vương hậu hôm nay đại tư không giam vương hậu nhưng là muốn phản của nàng thanh âm cực vang vọng tiền viện cùng nơi này chỉ cách một cái hiệp đạo phản tự vừa ra tự hồ trên hành lang kinh phi vô số lạnh ngắt đứng ở tiền viện trịnh đô thống đôi mắt nhíu lại trên đầu hệ bạch mảnh vải đón gió bay cái chặt đầu chậm sát thừa tướng, giam vương hậu, tư mã chiêu chi tâm người người đều biết. Đại tư không nếu dám phản, ta thủ hạ 12 vệ liền hầu ở cửa, ổn thỏa gan ốc lầy đất, bảo vệ xung quanh vương thượng. Trong lúc nhất thời, tiền viện, sườn viện đều lặng im một cái chớp mắt, tự hồ không khí đều đình trệ bất động, vô số hai mắt, các hoài tâm tư đang xen. Nam Phong cùng Đông Phong liếc nhau, trong mắt đều là kiên kỵ, chính là này do dự một lát, Tô Khuynh đã mở miệng, Ma ma nói quá lời, đại tư không xưa nay trung nghĩa, như thế nào đi bội quân Việt. Nàng nhéo một chút thân, cầm lấy của nàng hai cái ma ma thấy mặt nàng trầm như nước, trên tay đều thả lỏng. Tô Khuynh đứng thẳng, nhìn Nam Phong liếc mắt một cái. Là ta hồi phủ thăm người thân, lầm canh giờ. Bà vú trên mặt thế này mới mang theo một tia vừa lòng. Tô Thượng Nghi đây mới là biết đại thế. Tô Khuynh làm cho người ta đỡ Thượng Nguyễn Kiệu, xa xa nghe thấy nghe thấy phía sau có tiếng bước chân cùng tiếng la truyền đến gió bắt đơn bạc bóng dáng đuổi theo cổ kiệu chạy khuynh tỷ khuynh tỷ chớ đi bà vú buông rất nặng mành đem bên ngoài quan cảnh toàn che khuất đi nhanh chút cổ kiệu làm cho người ta nâng lên bà vú chen chút tại tô khuynh bên người ngồi nói nhỏ thượng nghi nóng sao quạt bên cạnh cây quạt chậm rãi lay động đứng lên phát động ứ động bất động không khí trì cây quạt cổ tay tế gầy, xương cổ tay thượng có một viên hầu tử. Tô khuyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bên cạnh nhân mặt không ở hôn ám bên trong, tựa như phát hiện nàng nhìn qua ánh mắt, quạt cái tay kia sợ hãi ngừng dừng lại, lập tức càng ra sức nhanh hơn. Nho nhỏ bên trong kiệu chen ba người, bà vú thể trạng cường tráng, đam kiệu ma ma nâng thật sự cố hết sức, trên đường muốn ngừng một chút, bà vú vô pháp, chỉ phải hạ cổ kiệu, lần lượt từng cái lăn nhục. Tô Khuynh sốc lên mành, nương nhất thúc quan, quay đầu lại đi, nhìn đến kia trương quen thuộc mặt. Xuân tim. Xuân tim gầy yếu rất nhiều, trong mắt ai ai, tự hồ có so từ trước nhiều ra rất nhiều sầu muộn cảm xúc, khẽ nhất khẩu, lại không có thể phát ra âm thanh. Tô Khuynh đưa tay nâng của nàng cầm, ngăn chận môi dưới chậm rãi xuống phía dưới, Xuân tim liều mạng lắc lắc đầu, chậm rãi, trong cổ họng phiêu ra một tiếng dãy dụa khàng khàng khí thanh. Ha! cô khuynh thấy kia bú thịt dường như đoạn lưỡi ngón tay ma túy dường như theo đầu ngón tay mát đến các đốt ngón tay nàng nhắm chặt mắt thực xin lỗi luôn là ở thời khắc mấu chốt làm câm điếc nha đầu biến thành chân chính câm điếc yến thành cận dùng nàng làm thám tử lại giận chó đánh mèo dường như oán hận cùng chán ghét nàng này trương mật báo miệng bên ngoài vừa qua khỏi phố xá huyên náo thanh thượng bên tai một bên thiên quá nóng nâng kiệu vài cái bà tử ngồi ở cổ kiệu trên gậy rầm rầm uống chén lớn mát trà tô khuynh mờ mịt tưởng nếu đi giờ phút này nhưng là cơ hội tốt xuân tim khô gầy thủ mạnh chế trụ cổ tay nàng nàng kinh ngạc một chút vội quay đầu lại xuân tim cầm lấy tay nàng cổ tay trong mắt nước mắt liên liên chậm rãi ra bên ngoài đẩy đẩy đi thôi đi thôi thượng nghi đừng nói xin lỗi kỳ thực là ta có lỗi với ngươi Cô Khuynh hô hấp trong kiệu oi bức không khí, một đôi mắt lẳng lặng nhìn nàng, phản bắt lấy cổ tay nàng, sốc mạnh nhảy xuống, ra bên ngoài nhất tha, xuân tim ánh mắt trừng lớn, một cái dịu dường như làm cho nàng mang theo đi ra ngoài. Theo hoa mẫu đơn hình tròn cung phiến đùng dừng ở cổ kiệu để thảm nhung thượng. Cô khuynh trong phổi tựa hồ tất cả đều là sợi bông, mất mạng chạy, rậm rạp tán cây như mây, thổi qua nhân đỉnh đầu, bước qua hình cung tiểu kiều, dưới cầu một cái hẹp hà từ từ chảy về hướng đông. Nàng nghe thấy Xuân Tim cố sức hô hấp, hai người nắm thủ càng banh càng chặt, giống một cái không chịu được nửa lực dây thừng, rốt cục, đùng một tiếng tránh chặt đứt, Xuân Tim làm cho người ta gục. Màu bạc áo giáp đại nội thị vệ, Cùng cuộn không ngừng mà theo kiều hai đoan xông lại, dưới cầu hà giống một cái quan mang, chiếc xạ chói mắt quan. Quỳ rạp trên mặt đất Xuân Tim cấp phi người người nhi, làm cho người ta một cái tác trừ máu mũi giàn dụa, Tô Khuynh quỳ gối nàng phía trước. Lớn mật. Xuân tim liệt trên mặt đất, tử thi giống nhau nằm một lát, trung trung đi tương khởi đến. Mặt sau đi theo thị vệ làm thành một đạo nhân tường, một trương há mồm đều nói đồng một câu nói. Thỉnh Tô Thượng Nghi hồi cung. Nha đầu kia phiến động lòng người, có này tâm thật đáng chết. Bà vú nghiến răng nói, kéo xuống. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của nàng biến đổi, bởi vì Tô Khuynh chính tựa vào kiều trụ thượng, ánh mắt thẳng tắp xem dưới cầu chảy xuôi hà, kia thân hình đơn bạc, phản phất một trận gió có thể thổi hạ kiều đi. Là ta mang nàng đi, như muốn phạt. Bà vú tại đây song yên tĩnh trong ánh mắt mặt nhìn đến mãnh liệt một phen hỏa, nàng giống như dự cảm đến Tô Khuynh suy nghĩ cái gì. Xuân Tim cũng biết Tô Khuynh đang nghĩ cái gì, nàng mạnh tránh ra lôi kéo của nàng nhân, không ai có thể nghĩ đến nàng có như vậy đồ điên dạng khí lực, nàng hướng về Tô Khuynh vội vàng vén áo thi lễ, cười xoáy Lý Vương nước mắt, lắc lắc đầu. Khi đạo bóng dáng đoạn tuyến phong tranh giống như bay qua kiều trụ, nhảy xuống kiều đi. Bùng, tô thượng nghi sơ tiếng cung khi dạy lễ nghi quy củ, nắm tay nàng nhất viết nhất nại viết nhân. Làm chủ, phải làm lương chủ, vì phó, làm vì trung phó. Nhất viết nhất nại, mới lập ổn. Nàng vui cười nói. Ta nhận được này tự, là đại nhân nhân, quý nhân nhân. Tô Khuynh lo nghĩ, sinh làm nhân, bất luận tôn ti. Nàng khi đó tưởng, Tô Thượng Nghi thật là tốt, không giống của nàng nương, từ nhỏ mắng nàng là biểu, tử, đê tiện. Làm cả đời con chuột, cuối cùng làm một hồi trung phó. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 54 Điểm dáng môi 11 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Minh Yến bào giác bị gió cuốn khởi, trên đất thưa thất phấn màu trắng cánh hoa lăn lộn, trong viện nhất tề quỳ bốn người, một nữ hài tử, đứng thành một căn cứng ngắt cây cột, bất an dảo hai tay. Đây là kinh nguyệt lần đầu nhìn thấy bản thân trên danh nghĩa phu quân. Hắn đứng ở trong gió, giống một cây bất động kỳ, không thậm biểu cảm cúi đầu nhìn chăm chú vào người trên, phúc hạ lông mi dưới là tái nhợt mặt. Hắn một tia không cười, ép tới nhân thở không nổi. Đây là một tòa khắc giống, là một pho tượng tà thần, tuyệt đối không phải là một cái trượng phu. Du Tây Phong lưng ép tới rất thấp, cơ hồ quỳ rạp trên mặt đất, trên lưng chui kiếm cao cao nhét lên. Được đến tin tức sau, hắn đuổi theo kiệu, nhưng cách quá xa, chung quy là bị che ở nhất tường ở ngoài. Minh Yến mở miệng. Ngươi chạy chạy đi đâu? Đại nhân, Kinh Nguyệt run run thanh âm, hắn, hắn là cùng ta Minh Yến khóe mắt sắc bén tạo đến. Hỏi ngươi. Kinh Nguyệt cấm thanh. Gió Tây nói. Thuộc hạ sai lầm rồi, thỉnh đại nhân trách phạt. Đông Phong nói. Bọn họ nội ứng ngoại hợp, đồng thời làm khó, ta không, không phản ứng đi lại, sớm biết kia họ tống mang theo gia đình khóc lóc ông sòng ta nên phát hiện không đúng. Minh Yến lặng lặng nghe, lại tự hồ không đang nghe. Lúc ta đi nói cái gì? Nam Phong hốc mắt phát xích, nắm tay nhanh nắm chặt. Đại nhân, khi trong cung đến ma ma một ngụm một cái phản danh chụp ở ngài trên đầu. Ta có phải không phải nói, xem trọng phu nhân. Minh Yến chợt bùng nổ, một cước một cái đá trên vai, bốn thiếu niên bị đặng cái ngưỡng phiên, kinh nguyệt chân mềm nhũng, ngồi phịch ở trên đất. Minh Yến mặt trầm xuống, đùng trung lẫy bảy vạt áo, thẳng vào phòng, không cần khi xuất ra, đã thay một thân màu đỏ tươi, trâm quan lượng chói mắt. Nam Phong đỡ bả vai đứng lên, đại nhân nhưng là muốn vào cung. Minh Yến nghiêng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt kia làm cho người ta chạm vào phát lạnh. Tô Khuynh Bạch hầu hạ các ngươi mấy năm nay. Đông Phong gió bắt đều tất đi đi lại, gió bắt nói. Đại nhân, mang ta cùng đi chứ, chúng ta đi đem Khuynh Tỷ tiếp trở về. Minh Yến đạm nói. Cút ngay. Hắn đi đến Du Tây Phong trước mặt, lướt qua hắn run run gầy yếu bả vai, Nắm giữ chui kiếm, xoát, rút ra thanh kiếm kia Thân kiếm ra sao, lăn xuống nhất lưu hàng quang Mũi kiếm nhi thượng ngưng tụ thành một cái chói mắt điểm sáng Bốn người cúng quyết bổ nhào vào dưới chân hắn Minh Yến trì kiếm xoay người Mũi kiếm hư hư đảo qua bọn họ mặt Không thời gian cùng các ngươi dây dưa Minh Yến dẫn theo kiếm đi rồi Nam Cung tổng cộng bốn đạo môn Chính Đông An Dương Môn Luôn luôn xuất nhập quan to quý nhân dư liễn hai bên thị vệ giỏi nhất nhận thức tối biết ánh mắt xa xa thấy đại tư không xuống ngựa trao đổi một chút ánh mắt ào ào đã chạy tới quỳ thành một đạo nhân tường cầm đầu cái kia ánh mắt dừng ở hắn cầm trong tay kia thanh trường kiếm thượng ôm quyền hành lễ không thể trì nhuệ ký tiếng cung thường ngày du tây phong ra vào cung tường tự nhiên hắn tính tình táo bạo chém sắc như chém bùn cùng minh yến là một đôi lớn nhỏ diêm vương ngày ngày lưng kiếm tiếng cung cũng không có người dám ngăn đón. Nhưng lần này là không đồng dạng như vậy, An Dương cửa theo bốn thị vệ biến thành tám, người 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 mặc thiết giáp, xây một đạo tường đồng vách sắt. Minh Yến cúi đầu liếc mắt một cái kiếm, ngoài cười nhưng trong không cười. Điều này cũng khả xưng là nhuệ khí. Thỉnh đại tư không không được khó xử chúng ta. Không khó xử. Hắn thanh kiếm tim nâng lên, thắt ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói cho bệ hạ, thần cho hắn hiến đao đến đây. Mồ hôi chảy dường như thủy, theo mạo hiểm khói trắng băng cứng thượng uống lượng xuống, tí tách, tí tách, dừng ở thanh đồng đỉnh để, tạp ra buồn trọng tiếng vang. Yến Thành cận đứng, xem quỳ gối dài lông tơ trên thảm bóng dáng. Vạt áo hai vai theo rền vang trúc dịp, đoàn đám mặt đốt trắng nõn vai. Nguyên lai like cởi quan bào tô khuynh là như vậy, màu xanh nhạt mặt ở trên người nàng, nhu đắc tượng một luồng sương khói ít hầu một trận ngứa hắn cụ hai tiếng thấu trong tiếng kéo ra phế trung tê tê vù vù hắn càng thêm dùng sức cụ chấn đắc nội tạng phát đau bên trong trừ bỏ băng cứng tảng mát ra lãnh khí còn có nồng đậm an thần hương nghe thấy hơn có chút buồn nôn chơi đã sao hắn dùng quyền để môi thanh âm khó chịu cô khuyên mặt trong tay gắt gao nắm chặt một cái quạt tròn mặt quạt đặt tại nàng làng váy thượng theo là hoa mẫu đơn sắc mặt nàng nhàn nhạt gần như đờ đẫn lỏng giống như đã đánh mất hồn không giống từ trước như vậy cẩn thận chặt chẽ e ngại cũng không lại sầu lo cái gì hắn đưa tay đi lấy nàng trên gối cây quạt nàng thế này mới bỗng nhiên có phản ứng thủ vừa thu lại tiểu hài tự cướp đoạt đồ chơi dường như nắm chặt một đôi mắt lý có phong bệ hạ ngươi còn biết cô là bệ hạ yến thành cận cười thảm một tiếng gần sát mặt nàng Cô Khuynh trên mặt son phấn vị cực đạm, ngửi tựa như sáng sớm lý đựng sương sớm đóa hoa, hắn tham lam cứu kia mùi, nghiến răng nói, vừa đi mười dư thiên, ngươi đem cô làm cái gì? Cô Khuynh liếc hắn, thoáng nhìn hắn thái dương nở rộ mạng nhện giống nhau gân xanh, hình như là làm cho người ta dùng màu mặt họa này trương tái nhợt âm nhu trên mặt dường như. Yến Thành cận lần đầu nhìn thấy nàng không liễm mâu quan đánh giá hắn, phản phất ở xem xét nhất kiện sẽ không động vật trong lòng nổi lên một tầng tinh tế mật mật mau. Tô Khuynh ở trước mặt hắn nhất định khẩn trương, cất giấu về điểm này tiểu tiểu tâm tư, kính sợ, phỏng đoán, như vậy ít nhất vẫn là ở trên người hắn tìm tâm huyết. Đã có thể giống nấu trai ngọc dường như, nấu chín, trai ngọc đã chết, xác nhi cũng liền rộng mở, vật chết liền là như thế này vò đã mẻ lại sức. Hắn ngồi trở lại tháp thượng, phi hai tầng sim y, vẫn cứ cảm thấy âm lãnh có lẽ nàng là bị hắn dọa. Hắn nỗ lực đội bình tĩnh mặt nạ. Mười ngày sau liền muốn đế hậu đại hôn, vẫn là thượng chút tâm đi. Tô Khuynh xem hắn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái lý không hiểu, làm hắn cảm thấy không ổn, nàng hai tay lập tức, quải hạ khoan tay áo đến được rồi cúi đầu lễ, nồng đậm lông mi cuối. Thần không thể cùng bệ hạ thành hôn. Hắn trong đầu ông một chút, cắn chặt sau sỉ, cắn quai hàm lên men, quát bảo ngưng lại theo trong cổ họng lăn ra đây. Thế nào? Ngươi không phải là chờ đợi ngày này đợi thật lâu sao? Tô Khuynh Tế Nguyễn Thanh Âm còn tại tiếp tục. Thần đã gả cho đại tư không làm vợ. Ai nói ngươi gả cho người? Hắn thu dắt của nàng cổ áo, đem nàng túng đứng lên, đó là Minh Yến làm tử, kìm kẹp nữ quan, cố ý khiêu khích vương thượng, ngươi là bị bắt, có phải không phải? Tô Khuynh Long Mi giật mình, ánh mắt nâng lên, Sao người khác đều phải vi đại một vòng con ngươi đen sẫm minh diễm Không phải là thần cũng thích đại tư không Tay hắn tùng một chút Tô khuynh đứng thẳng Tinh tế trắng nõn thủ sửa sang lại cổ áo Mi mày gian thẳng nhiên như tùng phong phất qua Thần cùng người khác đã có vợ chồng chi thực Dùng cái gì làm một quốc gia vương hậu Ngươi liền phải muốn nói ra Yến thành cận thủ chiến Phản phất bị người làm nhiều việc cùng lúc rút một cái lại một bạc tai hắn chậm rãi, chậm rãi ngồi xuống, tâm phản phất bị người nắm bắt đạp lên, ở trong lòng ngược nhảy đến khó chịu. Loại này tư vị, phản phất giống nhau trân ái đồ vật, bản thân vỡ ra một cái khâu, hủy hoàn toàn thay đổi, đổ xuất ra mới phát hiện bên trong sớm bị con chuột não thấu, thủ cung chẳng qua là cái không thân xác. Của hắn ngữ khí trở nên mất tiếng. Thực cho rằng cô không dám giết ngươi. Cô Khuynh cười một cái, tự nàng theo thượng nghi cục tùy minh yến rời đi, liền đoán trước đã có một ngày này. Nhưng nàng biết yến thành cận sẽ không muốn của nàng mệnh, hắn kiên trì cưới nàng, tổng còn bận tâm của nàng mệnh cách. Phượng giả giang sơn, tin hay không mệnh, hắn đều chưa bao giờ lấy vận tổ đi đổ. Thừa tướng phủ còn chưa phát tan, chờ tin tức mặt xuất ra, minh yến chậm sát thừa tướng, ngươi cho là vương thừa tướng nhân sẽ bỏ qua hắn. Hắn khóe mắt hận, hóa thành một tia đè nén lâu khoái ý, cùng cô đối nghịch, không có kết cục tốt. Tô khuyên rũ mắt xuống. Bệ hạ cho rằng trừ bỏ đại tư không chính là tốt sao? Yến Thành cận trong mắt mang theo lãnh nhận. Tổng sẽ không so hiện tại càng kém. Hắn cúi đầu, cầm trên tay khởi cái gì vậy, rào rào rung động, lại nhìn chăm chú nhìn lại, là một cái chú ở vách tường lý xiền xích. Cho rằng Minh Yến hộ được ngươi, ngươi cũng quá ngu xuẩn hắn khẽ lộng xiền xích, cô lại cho ngươi một cơ hội. Mười ngày sau, đế hậu đại hôn đúng hạn cử hành. Trước đó, hắn nhìn về phía nàng giấu ở váy hạ mắt cá chân, hỗn tạp căm hận cùng mê luyến mâu thuẫn, ngươi sẽ ngủ ở cô tẩm cung. Tô Quynh liếc mắt một cái cái kia vòng cổ, chậm rãi quỳ sát đi xuống. Vương thượng long sạp cao quý, Tô khuynh không xứng. Vương thượng ký muốn cho thần ngồi tù lao, thần thỉnh hạ phóng bạo thất ngươi, theo nơi đó xuất ra, phần lớn đoạn lưỡi đoạn phát, mười ngón máu tươi, ngay cả như vậy, nàng cũng quyết không nguyện ngủ ở của hắn tẩm điện lý. Tô Khuynh theo trong lòng lấy ra thượng nghi một ấn bãi trên mặt đất, lưu loát đụng đầu. Vương thượng, người bên ngoài đẩy cửa ra, vội vàng đến bẩm, đại tư không ở An Dương môn đại khai sát giới, bên kia chịu không nổi. Yến Thành cận sắc mặt từ trắng chuyển xanh, lời nói là từ sĩ khâu lý một chữ một chữ bài trừ đến hắn là tưởng phản sao? Hắn theo tháp thượng đứng lên, Long Hảo xiêm y, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tô Khuynh mặt. Làm thỏa mãn Tô thượng nghi ý, người tới. Cung nhân đốt đèn lồng ở phía trước, Tô Khuynh trên cổ tay đội gông xiềng, thiết liên rất nặng, nhắm thẳng hạ trụy. Khuya rồi, nàng nhường bốn người đưa, theo một cái hiệp đạo vòng vo một cái khác hiệp đạo. Bạo trong phòng hàng năm tràn ngập ẩm ướt xúc động mùi máu tươi, cách rất nặng trắng bệt vách tường, mang theo tiếng vang khóc kêu thê lương, không ngừng xé rách nhân da đầu. Luôn luôn đi tới tận cùng, cung nhân ở một chuỗi chìa khóa trung tìm một phen, chi chi nha nha xoay mở một gian cửa lao, mốc meo đạo thảo hương vị đập vào mặt mà đến. Trao cửa sổ bắn ra một đạo trắng bệt ánh nắng, ngưng tụ thành hình vuông cột sáng, chiếu nghiêng tiến vào. Lại vẫn là phòng đơn. Thượng nghi vào đi thôi. Nàng sau lưng làm cho người ta đẩy, cửa sắt cọt kẹt một tiếng quan thượng dưới chân là điếm thật dày đạo thảo, như là dẫm nát trên thảm, nàng xoay quá thân, ngoài cửa còn có nhất ngọn đèn lung ngừng, không có tùy đại gia đi. Mang đầu mạo thân ảnh đứng, đồng trông coi nói nhỏ cái gì, đèn lồng đem lan can một đạo một đạo bóng dáng tán loạn phóng ở trên người nàng. Tô Quynh chậm rãi đi qua, ngón tay bắt được lan can. Thắp đèn lồng nữ tử đem đâu mạo tháo xuống, cũng đến gần rồi nàng. Lục thượng nghi lục hợp lòng người đèn lồng nâng lên, chiếu nàng tái nhợt mặt. Ngươi còn cười đến ra. Nàng cau mày, thanh âm đè thấp, muốn đi thì đi xa một chút, hoàng trả tới làm cái gì. Cô khuyên ngồi ở đống rơm thượng, ôm đầu gối, cầm đỉnh ở trên đầu gối, một đôi ô mắt đen nhìn chầm chầm nàng, chậm rãi nói. Trải ra nhiều như vậy Thảo, có mệt hay không? Lục hợp lòng người lấy nàng không có biện pháp. Khi dùng ta tự mình động thủ nàng mọi nơi đánh giá, nơi này lại triều lại nóng, thảo lý không biết có hay không con rận, xem ở nàng cổ thượng tuyết trắng làn da, lập tức có hai cái điểm đỏ, khiến cho nhân lo lắng khối này thân mình hầm không hầm được đêm. Nàng hai tay nắm lan can, một đôi mắt yên lặng nhìn nàng. Rất tốt, ta phế đi thật lớn khí lực mới đưa ngươi hoạt động đến nơi đây, ngươi khả quý trọng. Vương thượng nguôi giận cũng chính là đã nhiều ngày, lại khổ lại nan cũng liền hầm mấy ngày, minh bạch chưa? Tô Khuynh cười cười. Đa tạ ngươi. Lục hợp lòng người nhìn nhìn nàng, gật đầu một cái, đội đâu mạo phải đi. Tô Khuynh gọi lại nàng. Lục thượng nghi có thể đem này ngọn đèn lưu cho ta sao? Lục hợp lòng người quay đầu lại, đèn lồng ấm hoàng quang dừng ở nàng si võng trong mắt bên trong, sinh sôi không thôi nhảy lên. Tô Khuynh thủ tà phóng trên mặt đất tiểu đèn lồng qua nửa đêm, sống dựa lưng vào vách tường. Nàng minh bạch lục hợp lòng người ý tứ nàng chịu quá thực kim trụy phúc chi đau, gặp qua một cái thay nàng dược kiều xuân tim. Tử cỡ nào dễ dàng, một mảnh khắc chuyện, còn sống lại muốn hầm vài thập niên. Ngón tay vuốt váy thượng theo trúc lá cây, Minh Yến bị nhất ngăn tủ sim y, mùa hè váy, nàng còn không có mặt hoàng. Cái gì thật nhỏ gì đó trèo lên của nàng cẳng chân, ngứa, nàng kéo ra làng váy, là nhất con kiến. Con kiến hướng về phía trước đi, bỗng nhiên nhất thúc lam quan rơi xuống người nó, nó như là bị phỏng đến giường như dãy dụa đứng lên, theo nàng trên đùi rớt đi xuống, nàng đưa tay tiếp một chút, phát giác bản thân trước ngực viên hoàng đang ở sáng lên. Khi quan càng ngày càng mãnh liệt, nóng cho nàng nhịn không được bắt nó kéo cách ngực. Một đạo mãnh liệt quan bao phủ nàng, nàng đưa tay che một chút ánh mắt, chói mắt lam quan dừng ở trên mu bàn tay. Nam nhân thanh âm mang theo trùng trùng vọng lại, tự hồ theo xa xôi phía chân trời truyền đến. Tô thị bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 55 Điểm dáng môi 12 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tô Thị Tô Khuynh sợ run một chút, thủ đoạn một chút dời, một mảnh như sương ánh trăng dừng ở thật dày đạo thảo thượng. Nhưng nàng biết kia không phải là ánh trăng, cao ngoài cửa sổ chỉ có nùng mặt dường như hắt. Nàng gáy thượng viên hoàng hoành bình phiêu phù ở trước mặt, bên trong màu lam chất lỏng theo đỉnh đầu lặp lại xông đến một chỗ khác giống có người cầm màu lam bút họa mãn toàn bộ viên thanh không lại họa mãn nàng cảm thấy này bức hình giống cái gì nhất thời lại nghĩ không ra ngài từng nói đây là pháp khí nàng chuyên chú xem nó nó hiện tại nhưng là tỉnh tà thần chưa bao giờ ở trước mặt nàng hiện thân thanh âm chỉ là theo xa xôi phía chân trời truyền đến khoảng cách nàng quỳ gối địa ngục liên tiếp kia một ngày đã có không biết bao nhiêu năm, nếu không phải này một tiếng, tô thị, nàng kém chút quên bản thân là nói phiêu bạc vong hồn. Tỉnh. Tà thần cười lạnh, khi còn kém xa lắm. Tô khuynh có chút kích động, không biết là cái gì dẫn tới tà thần buông xuống cho tiểu thế giới. Khi thanh âm không nhanh không chậm. Âm u quỷ sai, một trăm năm nghỉ ngơi một lần, ngươi ký không nghỉ ngơi, y theo quy củ, làm dư một lần thưởng cho ngươi liệu có cái gì nguyện vọng? Tô Khuynh phúc phúc. Đa tạ tôn thần chiếu cố, dân nữ tưởng cầu ngài nói với ta. Nàng nâng lên mắt, xem trong hư không ánh sáng, tiểu trong thế giới này đó nữ tử, cùng ta là quan hệ như thế nào? Thế giới to lớn, Hà Giang Tô Khuynh, sau khi chết mới biết địa ngục có âm u, còn có rất nhiều nàng không biết sự tình, minh minh trung giống như đã từng quen biết. Của nàng hô hấp run run, tà thần lặng im mấy, từ từ mở miệng, tựa như không vui tóc nàng hỏi. Tiểu thông minh. Thân ở cục trung, làm gì khuy toàn bộ? Thời cơ đến, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Hắn tạm dừng một chút, cười khẩy nói. Nghịch thiên sửa mệnh, cũng không phải là muốn ngươi cải tiến lao ngục bên trong. Tô Khuynh trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Trước mặt đột nhiên rơi xuống cái gì vậy, nền ở đạo thảo đôi thượng bắn một chút, Tô Khuynh cầm lấy, lắp bắp kinh hãi, đúng là nàng một đời trước di động, màn hình chính lóe ra, biểu hiện có điện thoại tiếp nhập. Chỉ là mặt trên văn tự mơ hồ không rõ, bình thường phản phất bao phủ một tầng sương. Tà thần nói, ngươi vừa không nói, liền đành phải theo chuyển thế trung tùy cơ trừ thủ. Tô khuynh chiến tay run run chỉ xoa bóp tiếp nghe, đem ống nghe dán tại bên tai, bên kia rõ ràng truyền đến quen thuộc thanh âm, nhàn nhạt. Định trang không chụp hoàng, đừng chờ ta, ngủ đi. Tô Khuynh giống tâm giống nhau nói không ra lời. Nàng nhớ tới một đời trước, một ngày buổi sáng trời giường, trên di động phát hiện một cái rạng sáng 2 giờ đồng cố hoài dụ, 20 giây trò chuyện ghi lại, nhưng là nàng tiền một đêm ghé vào trên sofa ngủ, không nhớ rõ bản thân khi nào thì đánh quá này gọi điện thoại. Nói cho hắn biết thời điểm, hắn cười thân ái của nàng gò má, ngủ hồ đồ sao, ngươi còn nói cho ta để lại đăng, làm cho ta sớm một chút trở về. Tô Khuynh Điện thoại kia quả nhiên cố hòa dụ kêu một tiếng. Cô khuynh trầm mặt một lát, rũ mắt xuống, nhu hòa nói. Sớm một chút trở về, ta cho ngươi để lại đăng. Của hắn trong thanh âm mang theo ý cười. Hảo. Treo. Nàng cười cười. "Ân." Điện thoại đô đô cắt đứt. Cô khuynh vẫn đem ống nghe dán tại bên tai. Tự hồ còn đắm chìm ở điện thoại trung sợ rung. Chỉ chốc lát sau trong ống nghe lại truyền đến thanh âm, vù vù, a a rung động, tự hồ là phong. Ta ở gian phổ đại trên cầu. Thanh âm ở trong gió khi đoạn khi tục, một cái quạng cua ẻ thiếu niên thanh âm, ngạo khí lại dễ nghe thủ đô làng điệu, phía dưới là gian, ngươi ở đâu đâu. Trên cầu thỉnh thoảng chạy như bay mà qua một chiếc xe, động cơ thanh hô một tiếng lại vương xa gần, lại biến xa, hắn ngược gió đi tới, hình như có chút phát hỏa. Không chết lời nói nói, Tô Quynh, Ta. Nàng đã mở miệng, không biết nên đồng này không biết nhân nói như thế nào, nàng vừa ra tiếng, đối diện lập tức an tĩnh lại, dùng dập hô hấp thanh âm, ám chỉ hắn ở huyền tâm chờ. Ta ở. Của nàng lông Mi Chiến, gió lớn như vậy, trở về đi. Hắn ta phát ra khí thanh, như là nói với nàng xem thường, cách một lát, thanh âm phóng khinh mà bình tĩnh, như là bị bãi thuận vuốt bình. Quần áo nhiều mặt điểm bên ngoài nghi lãnh. Điện thoại lại lần nữa cắt đứt. Chỉ chốc lát sau có cái thứ ba thanh âm, không có phong, cũng không có ồn ào. Một người nam nhân thanh âm ở cuối đầu niệm chữ số 144, ngừng một lát, hắn bình tĩnh nói. Buổi sáng tốt lành. Tô Khuynh nói. Buổi sáng. Hắn thẳng tiếp tục. Hôm nay trời mưa rồi. Bá báo viên giống nhau vững vàng mà tịch mịch ngữ khí nàng sửng sốt một chút, mới ý thức đến lúc này đây cùng tiền hai lần đều không giống với, đầu kia điện thoại là nghe không thấy nàng nói chuyện. Nàng lặng lặng chờ nghe, nhưng là đợi hơn nửa ngày, hắn cũng không có lại mở miệng, thủ nhi đại chi là một tiếng cảnh cáo, đô, sau đó bên tai sở hữu thanh âm đều tiêu thất. Nàng lung lay một chút thần, sở hữu trong tay cầm lấy điện thoại, không biết khi nào đã biến thành kia mai lạnh lẽo viên hoàng, tinh tế vòng cổ cuối ở nàng đầu vai thần hy quan xuyên thấu qua cao cửa sổ chiếu tiến vào, tà đầu ở xoát trắng bệt trên vách tường, góc tường kết hai trương mạng nhện, lộ vẻ thật dày một tầng bụi. Cô khuyên mờ mịt mở to mắt nhìn ra phía ngoài, đêm qua lý lục hợp lòng người lưu lại kia ngọn đèn đã sớm dập tắt, tà tà bãi trên mặt đất. Bên ngoài có rất nhiều thanh âm, cước điểu kêu, bạo trong phòng xa xa truyền đến ban ngày đêm kế khóc kêu cùng kêu thảm thiết cũng như kinh trập, trục trịch mạo đầu. Nàng vén lên góc váy, cẳng chân thượng nhường bỏ chó cắn thành phiến tinh tế mật mật điểm đỏ, giấu tay lại ngứa vừa đau. Nàng sờ sờ đến trước ngực viên hoàng, có chút không xác định tà thần buông xuống cuối cùng rốt cuộc có phải không phải mộng. Bên ngoài xôn xao đứng lên, tự hồ có người tiến vào, lại có rất nhiều nhân vây quanh cùng khuyên can, cuối cùng một gã ngục tốt hoang mang rối loạn trương trương chạy vào, dùng chìa khóa xuyến dùng sức vỗ vỗ lồng sắt dường như cửa lao, phát ra rào, rào 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 nổ, là đối nàng kinh sợ cùng cảnh cáo. Tô Thị mau đứng lên, vươn lên đây. Thần Hy ánh sáng là nhẹ vàng nhạt, Yến Thành cận theo ủng, đứng ở song sắt can bên ngoài. Đi xuống đi. Tô Khuynh chậm rì rì theo đống cỏ khô thượng đứng dậy, phủi phủi quần áo, thông dong chào. Yến Thành cận phi nhất kiện theo tiên hạt màu đen áo khoác, nhất châm một đường đều tân gắn gượng. Áo khoác lượt hơi lớn, hiện ra hắn phá lệ hung ác nham hiểm cùng gầy yếu. Hắn không nói chuyện, chỉ là nhìn chầm chầm tô khuynh xem. Hôm qua ăn mặc kia màu xanh váy, cốc váy trên lá trúc nhiễm bụi tí, nàng vẫn quỳ, gáy thượng 4 năm cái điểm đỏ phá lệ dễ thấy. Ba năm này, ăn mặc, cho nàng đều là đầu một phần, hắn đãi nàng như vậy hảo, khắp nơi vì nàng nghĩ, nam quốc cao thấp, ai có thể có như vậy thù vinh, nàng là thế nào đợi hắn. Có muốn biết hay không của ngươi đại nhân thế nào không có tới tiếp ngươi. Tô Khuynh rủ mắt không nói. Yến thành cận nhất lên mí mắt. Thế nào không nói chuyện rồi? Tô Khuynh nói. Vương Thượng nói đùa. Đại tư không làm người thần, làm tuân quân làm. Yến Thành cận cười lạnh một tiếng. Nguyên lai like ngươi cũng biết ai là quân, ai vi thần. Hắn vỗ vỗ tay áo, thưa thất ánh sáng dừng ở hắn vi ao hai trên má, bệnh trạng tái nhật. Cô sau lưng có toàn bộ nội uyển tấm quân, bọn họ chỉ biết bảo vệ xung quanh một cái vương thượng cô không cho hắn tiến cung, hắn liền vào không được cung. Nếu là cứng rắn muốn xông tới, thì phải là mưu phản. Minh Yến hắn nạo, không dám nói ra cái kia tự, chỉ phải xám xịt lui ra ngoài. Tô Khuynh không tiếng động cười cười. Yến Thành cận cặp kia hơi hơi nữ khí ánh mắt, lập tức bắt giữ đến này mang theo thương hại biểu cảm, sắc mặt chìm xuống. Ngươi cười cái gì? Tô Khuynh nói. Thần nói đại tư không trung nghĩa, bệ hạ cho tới bây giờ chỉ làm nói ngược nghe. Nàng lẳng lặng nói, đại tư không nếu không phải thủ nghiêm cương thường, sớm vài năm tân hướng chưa ổn, bệ hạ cánh chim chưa phong, liền nên động thủ. Yến thành cận trên mặt bày biện ra bệnh trạng ứng hồng, tự hồ một bún máu thượng đầu, gáy thượng gân xanh bạo suất Ngươi cũng nói như vậy, ngay cả ngươi cũng nói như vậy, trung nghĩa, hắn nghiến răng nói, trung nghĩa người, sẽ làm cô ở hắn bóng ma dưới hoảng sợ không chịu nổi một ngày một lần đăng cơ luân vì thiên hạ trò cười vẻn vẹn 5 năm, năm. Nhưng là, bệ hạ. Tô Khuynh lẳng lặng đáp, ngày ấy như vô đại tư không, ngày mà khi được này vương thượng. Yến Thành cận ngón tay run run đứng lên. Tô Khuynh quỳ nói. Minh đại nhân làm việc bất thường, nhưng cuối cùng ưu khuyết điểm tướng để. Đại tư không bản vô phản tâm, bức phản hắn, đối bệ hạ có chỗ tốt gì. Sau một lúc lâu, hắn cười thảm một tiếng cuối cùng nói ra trong lòng nói tô thượng nghi hắn ánh mắt phức tạp đoan trang mặt nàng những năm gần đây ở cô bên người lo lắng hết lòng vì âu yếm người vấn vương thật sự là vất vả tô khuynh nhìn chăm chú vào hắn kia ánh mắt đen sẫm khả vương thượng đãi thần cũng bất quá phùng tràn diễn trò một quả bạch kỳ đã bại bởi vương thượng thần nguyện đổ chịu thua yến thành cận nhường lời của nàng nghẹn một chút năm đó tân quân căng cơ bất ổn, mà đại tư không như mặt trời ban trưa, không có bất kỳ một cái vương thượng chịu quá như vậy khuất nhục, nhất cử nhất động đều phụ thuộc, chư thần úy quyền thần mà kinh quân thượng, thiếu niên tân quân, giống như giá thượng con rối. Dân gian truyền lưu tiểu nhi ca dao trên đời có thể không chân long không thể thiếu thái dương. Năm đó hắn hết ngày này đến ngày khác đọc sách luyện kiếm, hận không thể trong một đêm lớn lên, bổ ra trắng ở trước mắt thái dương hắn suy nghĩ một ngàn loại nhất vạn loại phương pháp, khả dù cho phương pháp, đều cần tích lũy cùng ngủ đông. Minh Yến mạnh mẽ vang dội, độc lai độc vãng, trong triều đình không thể nào xuống tay. Hắn cũng là sau này mới nghe nói, Minh Yến không cha không mẹ, không có tay chân, Minh trong phủ có một 14 tuổi nữ hài tử, làm cho hắn phủng như hòn ngọc quý trên tay. Hắn thay đổi thường phục, làm bộ như không mang tiền bộ dáng, ở trên chợ bồi hồi, rốt cục ở ngày thứ ba đợi đến nàng, nụ hoa giống nhau nữ hài mặt tử đằng sam váy, kéo rổ, trong ánh mắt là hắn tối căm hận, hàng năm bị bảo hộ mềm mại hồn nhiên. Nàng ở bên đường xin hắn ăn một chén tàu phớ, cổ tay áo rơi xuống, ở khuỷu tay bộ xếp thành một đóa sa hoa, đá quý dạng mắt đen nhìn hắn, chuyên chú nghe hắn nói nói. Hắn không có phí cái gì khí lực, vài câu nói ngọt mật ngữ, tương tư quý, đã đem của nàng hồn câu đi rồi tóm lại là có một chút khoái ý minh yến đoạt đi của hắn hắn cũng làm cho hắn nếm thử khắp nơi cảng tay tư vị hắn cũng là sau này mới biết được thấy câu con cá là tự nguyện cắn câu dùng cái loại này gần như ngu xuẩn hồn nhiên nhiệt tình đem bản thân hóa thành lợi thế đặt tại quân thần đối chọi cân bằng thượng miên lai like, nàng so trong tưởng tượng thông minh nhưng là kết quả khi nào thì đối nàng có cảm tình có lẽ là xem nàng mâu thuẫn đảo quanh làm cho hắn cảm nhận được một điểm lạc thú. Có lẽ là nam cung bên trong, thật sự quá mức tịch mịch. Hắn ho khang đứng lên, lấy nắm tay để môi, gân xanh nhảy dựng nhảy dựng. Hơn nửa ngày mới cười, trong mắt bi thương. Các ngươi người người vây quanh Minh Yến, nhưng lại không một người thật tình đãi cô. Tô Khuynh dương mắt nhìn hướng hắn, nhẹ nhàng nói. Bệ hạ, Minh Yến dưỡng phụ, là tiên đế thái phó, lộ học lộ đại nhân vương thượng cảm thấy người người tâm tư khác nhau khả minh đại nhân cùng chúng ta minh phủ mọi người toàn là vì nam cung cùng vương thượng còn sống yến thành cận mờ mịt xem góc xó mạng nhện lộ học sao hắn lúc còn rất nhỏ phụ vương đã từng nói cho hắn biết đó là nhất đẳng nhất lương sư chờ hắn trưởng thành như lộ đại nhân bất trí sĩ còn muốn cho hắn làm thái tử thái phó nhưng là này vốn nên giáo hắn người ngược lại giáo dưỡng minh yến một mặt không thấy tình phân, làm sao có thể so được sớm chiều ở chung mười mấy năm. Hắn xoay người, không nói một lời đi ra bảo thất, theo tiên hạt áo khoác bãi, tự hồ đã chuyển hung ác nham hiểm cho một mảnh suy sụp. Vách tường lý hơi ẩm thấu xương, tô khuynh sau lưng quần áo luôn luôn ẩm. Đêm đó khởi sướng sốt cao đến. Lục hợp lòng người đưa tới một chén nước thấy để, nàng cảm thấy trên người rét run, ôm chặt đầu gối, ngồi ở đống trơm thượng lui thành một đoàn, mấy không thể nhận ra đẩu. Trong mơ màng, nghe được vài tiếng đổ quyên điểu trù thu, ánh mắt nàng hiếp lại, chậm chạp gian nan nâng lên lông mi dài. Cao ngoài cửa sổ mặt truyền đến tất tốt động tĩnh, không bao lâu, vài khối tường da đổ rào rào ngã nhào xuống, cao cửa sổ thượng, trẻ con cánh tay thô song sắc can, nhưng lại sinh sôi làm cho người ta xoay ra cái lỗ thủng đến. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 56 Điểm dáng môi, 13 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Khối khối toái gạch hạt mưa giống như tạp trên mặt đất, đằng khởi mây mù dường như bụi, nhưng nhân trên đất bày ra thật dày đạo thảo, không có phát ra bao nhiêu tiếng vang, nhưng là không trung có một trận biên bức chụp xí tiếng gió. Có một cổ tươi mới phong vào được, tô khuynh ôm đầu gối, giày theo chân rụt lui, của nàng lưng luôn luôn gắt gao tựa vào kia mặt tường, phản phất này nhà tù tổng cộng chỉ có nhỏ như vậy. Một đôi tay nhẹ nhàng dừng ở nàng phát trên đỉnh, chạm vào một chút, lập tức này nói phong gần, mang theo khí lạnh trầm thủy hương nhập mũi, hắn ngồi sổng xuống, vén lên của nàng góc váy. Lan can ngoại một điểm lay động ảm đạm ánh nến chớp lên, cẳng chân thượng đập vào mắt một mảnh hồng bệnh sởi, tô khuynh động cũng không động, hồi lâu mới có chút trì động nắm chặt váy, thanh âm nho nhỏ. Đại nhân Minh Yến thủ dán tại nàng trên trán, khô ráo lạnh lẽo xúc cảm. Lập tức tay hắn dời, tựa như táo, ngón tay ở nàng bên quai hàm sờ, xoay mở miệng túi nước đưa tới bên môi nàng, chậm rãi uy mấy khẩu. Lạnh lẽo cam lâm nhập phúc, lập tức cấp trong thân thể trang chân cơn tức dáng ôm, tô khuynh liền tay hắn lại uống lên mấy khẩu, hắn đem túi nước dời. Nghỉ ngơi một chút. Cao cửa sổ thượng toái gạch vẫn đi xuống, thiết trụ dưới làm cho người ta lấy ra cái đại động đến, bên ngoài ánh trăng hắt ở đạo thảo đôi thượng, cái đục móc đốc đốc thanh âm trầm đục, bên ngoài bay tới một tia mộng phù sinh, hương vị, ngục cốt còn tại thâm trong mộng, cửa lao ở ngoài một mảnh yên tĩnh tường hòa. Minh Yến đem áo choàng giải, thường thường phô trên mặt đất, bàn tay quá nàng tất loan, đem nàng chặn ngang ôm lên đi. Hôn ám trung nàng thấy không rõ mặt hắn, Minh Yến mặt tựa hồ bình tĩnh buộc chặt lo sợ bất an tinh thần buông lỏng trì, thân thể cũng mềm nhũng. Tô khuynh hai ngày dính mấy tinh thủy thước, xiêm y thắt lưng đều khoan, xương hông các nhân, trên người nhiệt độ cách váy nóng tay hắn, nàng bán nhắm mắt, tự hồ có chút hồ đồ, thủ nắm chặt của hắn cổ tay áo. Minh Yến nhẹ tay ôm lấy nàng bên má sợi tóc, một căn một căn lý đến sau tai, như là ở tỉ mỉ sửa sang lại một pho tượng tố tượng, tô khuynh mặt hắn đụng chạm, ngẫu nhiên đem ấm áp gò má xoay xoay, thiếp nhất thiếp ngón tay hắn. Minh Yến ngón tay ngưng trụ, tự hồ nương hôn ám quan đoan trang nàng, nàng cái gì cũng không hỏi, thanh âm tiểu giống như nhu thuận hài đồng tưởng thảo đường lại không dám mở miệng lời vô nghĩa. Đại nhân ôm ta một cái. Hắn thân cánh tay đem nàng ôm vào trong lòng, thủ áp ở nàng lưng tốt nhất hạ vuốt phẳng, tự hồ ở đè nén chút gì đó, thường thường nói. Cái này đi ra ngoài. Câu khuynh ở hắn theo kỳ lân trên vai lộ ra một đôi mắt, hơn nửa ngày mới ngưng thần con mắt trì độn vòng vo chuyển đại nhân đang bên ngoài gặp ngăn đón người của ngươi sao minh yến vỗ vỗ của nàng lưng không có nàng vội hỏi chỉ sợ hôm nay đi không được bảo thất vì phòng cung nhân vượt ngục đều có trọng binh gác bình quân trăm bước nhất đồi nếu thông suốt chỉ sợ sự ra có yêu đợi cho muốn đứng dậy minh yến đè nặng của nàng lưng đem nàng chụp ở trong ngực dương mắt xem lao ngục trắng bệt vách tường, hồi lâu mới đạm nói. Bản thân Thảo, nhiều chịu một lát. Tô Khuynh làm cho hắn ôm, ra nhất cái tráng mồ hôi, chậm rãi tinh thần không tốt, mí mắt nhi phát trầm, Minh Yến lúc này đem nàng buông ra, nâng nàng cầm, cúi đầu hít chạm vào của nàng môi, lập tức tăng thêm lực đạo nghiền ma liếm thỉ. Ta nói có thể đi có thể đi. Tô Khuynh chính thiêu, cầm lấy của hắn vạt áo, đàn khẩu dễ dàng làm cho hắn khiêu khai, đần độn cho hắn khi dễ toàn bộ, trong mắt ẩm ý càng mông lung, nàng nhẹ nhàng cười một chút. Khi đi thôi. Minh Yến nâng mặt nàng, cúi đầu xem nàng, tự hồ sinh vài phần hứng thú. Thật sự. Tô Khuynh cực nghiêm cẩn gật đầu một cái, trong bóng đêm đồng tử lớn một vòng, càng thêm đen sẫm sáng. Thật sự, ta cũng không nghĩ ở trong này ngốc. Mặc dù Yến thành cận phóng không thành kế trù hoạch mai phục, nội uyển cấm quân hầu ở bên ngoài chờ, chẳng sợ bị bắn thành cái con nhím, từ trước Yến Thành Cận chính là như vậy đối đãi phản bội của hắn cung nhân. Nàng lại không sợ chết, con đường phía trước đi phía trái hoặc hướng hữu, chỉ là nàng nguyện ý, nàng tưởng. Minh Yến nở nụ cười một tiếng, cúi đầu chậm rãi đem của nàng váy vén lên, phụ giúp của nàng đầu gối, làm cho nàng ngồi khúc khởi chân, bánh nhuận lòng bàn chân cùng phía trên đùi thành phía mật mật điểm đỏ, hắn dùng dấu tay một chút, rất nhanh liền gợi lên lãng quên đã lâu ngứa. Tô Khuynh chân run lên một chút. Minh Yến cố trụ của nàng đầu gối, nghe ngữ khí tựa hồ là hận nàng. Như vậy hậu thảo, liền hướng một cái tư thế ngồi, không biết động đậy. Hắn theo trong tay áo cào ra một phen rau sam lá cây, nhu nát sát đi lên, đụng đến bắp đùi, Tô Khuynh váy bỗng chốc buông đến, liêm mặt dường như che lại tay hắn, hoa rơi dường như đảo qua mu bàn tay hắn, của nàng bên tai đỏ bừng, ôm nhu nói. Đại nhân cho ta đi. Minh Yến có chút bất khoái, nhưng càng nhiều hơn chính là buồn cười, ngẩng đầu nghẽ nàng, kéo dài quá điệu. Cho ngươi. Tô Khuynh tạm dừng một chút, trắng nõn lòng bàn tay bướng bỉnh vương đến. Lá cây. Minh Yến không lại lấy nàng dễu cợt, nắm lấy một phen lá cây đặt ở nàng lòng bàn tay, xem nàng dùng váy che, điên gần cùng hắn đáp lời. Đại nhân làm sao mà biết này? Minh Yến hừ cười một tiếng. Con ta khi hỗn cho phố phường, cái gì không chịu quá. Tô Khuynh nâng lên đen sẫm ánh mắt nhìn hắn, mâu trung chứa đựng ôm nhu xót thương chi ý. Hắn thình lình đưa tay, lại lần nữa phủ hướng cái trán của nàng, chạm vào xúc kia phỏng tay độ ấm, nhưng tô khuynh nhắm lại kia một đôi mắt, lông mi từ từ rung động lên. Trong phủ nuôi ngươi bảy năm, cho ngươi tao quá này. Của hắn ngữ khí âm trầm xuống dưới, giống như mưa gió sắp đến, yến thành cận nên thiên đao vạn quả lần này hắn nhắc tới vương thượng không hề tôn kính chi ý nghe tới làm người ta da đầu rung lên một cái bóng đen theo cao cửa sổ thượng cái kia cái động khẩu kích động tiếng lên đến minh yến nghe nói tiếng gió bắt lấy cánh tay của nàng lôi kéo buông làn váy che nghiêm của nàng hai chân người nọ quỳ gối nhẹ nhàng rơi xuống là lưng kiếm du tây phong xa xa nhìn liếc mắt một cái tô khuynh đại nhân thời gian không sai biệt lắm đi ra ngoài bãi Gió Tây rầu rĩ, lại nhanh nhẹn theo kia trong động chui đi ra ngoài, trên lưng Vương Chui kiếm bắt tại trên vách động, suýt nữa đưa hắn quải ngã hồi lao trung, Tô Khuynh không tiếng động hiển cười xoáy, gió Tây phút chốc quay đầu lại, trên mặt lại hồng lại bạch, lòng tràn đầy ấy nấy đều biến thành tức giận. Ngươi cười cái gì? Minh Yến nhíu mày, một viên đá vụn đầu đùng đánh tới gió Tây trên lưng. Gió Tây oán hận rơi xuống, quái chuyển lại rơi xuống hai khối, dương trần nổi lên bốn phía. Tô khuynh chậm rì rì sắp xếp ổn thỏa vạt áo, lại chỉnh chỉnh búi tóc, minh yến lôi kéo nàng đi đến bên cửa sổ, nâng của nàng thắt lưng đem nàng một phen ôm lấy, tô khuynh chống cái động khẩu, khẩn trương lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, cánh tay bủng rủng, nhất thời sự không lên khí lực, minh yến thiếp sau lưng nàng cười cười. Đừng nóng vội, ta ôm động. Hắn đem nàng hướng về phía trước vừa nhất, đằng một bàn tay, bàn tay theo phía dưới nâng của nàng hài để. Thải thực. Cô Khuynh trên trán sinh một tầng mật mật mồ hôi nóng, nhường gió thổi qua một trận mát, gió bắt theo trên tường quải miêu xuống dưới, hướng nàng đưa tay. Khuynh tỷ ông ta. Cô Khuynh bắt được tay hắn, cắn răng đi qua bảo thất cao cửa sổ, đảng ở tại không trung chậm rãi rơi xuống, màn trời thượng huyền một vòng trăng lưỡi liềm, ảnh ngược ở rộng rãi trên mặt hồ, trong cung đã tiêu cấm, tứ phía chỉ dư một mảnh dài minh. Gió bắt lôi kéo nàng cao thấp đánh giá, du tây phong ôm hoài đứng, liếc mắt xa xa xem khuynh tỉ vương thượng không có làm khó ngươi đi tô khuynh lắc đầu minh yến giống một đạo hư ảnh dược xuất ra vỗ vỗ cổ tay áo tô khuynh hỏi đại nhân ta khả thải đau ngươi minh yến nhìn thoáng qua bàn tay lấy khăn chậm rãi xoa xoa lòng bàn tay nghe vậy cười một tiếng thải đau như thế nào tô khuynh kích động đi tới xem gò má nhân nhiệt độ cao mà phím ửng đỏ làm cho hắn lôi kéo kéo đến bên cạnh người, thanh âm đã phóng thấp. Đi được. Ta lưng ngươi đi. Gió Bắc nói. Đại nhân, ta đến lưng khuynh tỷ đi. Du Tây Phong cũng vội hỏi. Ta cũng có thể. Tô Khuynh nhìn nhìn bốn phía, cung điện Diêm Giác Kiều, huyền phong linh đảng, một trận thanh thúy tiếng ca. Nàng đoán rằng bản thân không thể đi chậm. Ta có thể đi nhanh. Minh Yến ngoảnh mặt làm ngơ, đem nàng lôi kéo đóng sầm lưng, gió tây gió bắt mở đường. Hai người sắc mặt dị thường nghiêm túc, ào ào quay đầu lại đi. Là. Minh Yến đem nàng nâng lên đến, vỗ vỗ nàng buông xuống mảnh khảnh cánh tay. Ôm. Câu khuynh ôm sát của hắn cổ, trên đầu hắn trâm quan cùng tóc đen đều ở trước mắt, Minh Yến lưng nàng đi tới, bỗng nhiên vỗ vỗ của nàng mông, thấp giọng nói. Nhưng là đã quên, vừa rồi cấp nơi này sát quá thảo dịp không có. Tô Khuynh trên má một mảnh đỏ ửng. Khả cũng không bị cắn. Minh Yến cười một tiếng. Nói bậy. Thật sự. Nàng hồng bên tai, có nề nếp giải thích, ta vẫn ngồi như vậy, tiểu sâu đều đi không đi vào. Minh Yến không lên tiếng, sau một lúc lâu mới cười. Hồi đi xem lại tin ngươi. Tô Khuynh sốt ruột từ chối một chút, Minh Yến đem nàng dưới gối lạc nhanh, đạm nói. Nhưng đừng động dọc theo đường đi dọc theo uống lượng thái trạch hồ xuyên việt nội uyển cung nói cái trước nhân cũng không có ánh trăng chiếu phím ánh sáng tảng đá mặt đất gió tây gió bắt bóng gián lạc ở phía sau gió thổi đến trong ao lá sen tướng chạm vào phát ra tất cốt tiếng vang lại về phía trước chính là yên ổn môn Cô khuynh chấp mũi lý ngửi được một cổ nhàn nhạc trị sắc vị vẫy tay vừa sờ minh yến trên vai thấm xuất huyết tí đến nhiễm ô theo kỳ lân nàng đụng đến một tay dinh dính thanh âm đều hốt hoảng. Đại nhân. Minh Yến nói. Lâu hảo. Ánh trăng chiếu của hắn ngọc quan thượng phiền phức khắc văn, của hắn thanh âm bình tĩnh, ta bản thân làm cho. Tô Khuynh mặt một lát, dương mắt nhìn về phía trước phương, chuyển qua góc chính là an xa nhà. Minh Yến tản mạng nói. Lưng thệ đại giới mà thôi. Tô Khuynh không lên tiếng nàng mơ hồ biết lão đầu nhi tử phía trước cấp minh yến để lại cái gì di ngôn cuối cùng rốt cuộc là đưa hắn một tay nuôi lớn ân nhân minh yến bề ngoài vô tình trong khung cũng là cái rất nặng tình nhân người chết hứa hẹn hắn càng sẽ không vi phạm lão nhân cả đời vì nam quốc hoàng thất cút cung tận tụy minh yến là hắn rèn ra một thanh phá vân lợi khí đã từng ngăn cơn sóng giữ bảo vệ xung quanh hoàng thất huyết mạch khả quá mức lợi hại cuối cùng rốt cuộc làm cho hắn không yên lòng chi bằng dùng biện pháp gì ngăn cản hắn. Nàng chỉ nhìn, thủ không dám đụng vào kia chỗ. Lấy cái gì làm cho, đau sao? Minh Yến tản mạn xem trong hư không chớp lên bóng cây, chỉ hoảng thanh nói. Ngươi không phải sợ. Tô khuyên điểm một chút đầu. Ta không sợ. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần trước phát hiện đại nhân có căng tóc bạc, không biết bây giờ còn có không có, nếu là tìm được, tay nàng nhẹ nhàng bắt một chút hắn sắt đá giống như tóc đen, bất quá ngắn ngủn mấy ngày phân biệt, rõ ràng ở tóc đen phía dưới phát hiện hơn 10 căn chỉ bạc, lắp bắp kinh hải. Thế nào thêm nhiều như vậy? Minh Yến miêu giống nhau đồng tử lóe ánh sáng nhạt, hai gò má banh, điên một chút nàng, điên cho nàng đưa tay kinh hoảng đi lâu hắn cổ. Cô khuynh khuynh, người nói cũng quá nhiều. Cửa thành hướng ra phía ngoài chậm rãi đẩy ra, phát ra chi nha tầm ỉ thanh âm, ngoài cửa chờ đợi Đông Phong Nam Phong, cùng đại tư không tam chi tinh nhuệ vệ đội, nhưng là càng xa hơn địa phương, vô số bóng dáng cùng điểm sáng, cách ngạn tinh hỏa nhiều điểm toát ra đến, giống như một đạo ngân hà, đó là cấm quân trên tay cây đuốc. Gió Tây cùng Nam Phong đều rút lui một bước, banh thanh âm. Đại nhân, người này sổ, cũng không chỉ là cấm quân. Đại tư không biệt lai like vô dạng. Bên kia cầm đầu nhân ngồi trên lưng ngựa, xa xa cười tiếp đón, chậm giết ta nhạc phụ cừu trước phóng nhất phóng, đêm khuya nhúng chàm vương hậu này một cái, liền đủ ngươi tử tội. Ta sớm nói qua, 12 vệ vĩnh viễn đúng vậy du tây phong rút kiếm, trên cổ gân xanh bạo xuất, họ tống thế nào cũng cố tình vội vàng hôm nay. Tô Khuynh xem kia phiến quỷ mị dường như bóng ma, khó trách vương thượng buông tay đem 12 vệ hoa cho vương thừa tướng, lúc trước chỉ tưởng châm ngòi thừa tướng cùng đại tư không quan hệ, hảo trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hiện đang nghĩ đến, nguyên lai Tống đô thống đã sớm âm thầm đầu vương thượng. Nhưng vương thừa tướng đè nặng, hắn vĩnh viễn làm cho người ta đi theo làm tùy tùng làm hiếu tử, hiện tại vương thừa tướng đã chết, hắn mới tốt đem quyền bính đều ôm vào lòng, tấm tựa lớn hơn nửa thụ hóa trang lên sân khấu. Minh Yến nâng lên của nàng hai tấc, đặt ở hắn bên hông nhấn một cái, đưa tay bá rút ra Du Tây Phong trên lưng bảo kiếm, ở trong tay phất phất kiếm phong, nghiêng đầu đối nàng nói nhỏ: Khả giáp tốt lắm. FFF tác giả có chuyện muốn nói. Thực xin lỗi, ta viết thật sự quá chậm, thở dài một hơi, trừ 20 cái xin lỗi hồng bao đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 57 Điểm dáng môi 14 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Xa xa vô số cây đuốc chích nướng tối đen đêm, bên kia nhân là đỏ lên, ở gần vệ đội lại giống như lãnh thiết chú liền binh mã, không ở trong bóng tối. Không biết là ai trước hô một câu. Thề sống chết hộ vệ đại tư không, nguyên bản trầm mặt vệ đội, bỗng nhiên chấn thiên động hò hét đứng lên. Thề sống chết hộ vệ đại tư không, tiếng la ở trong bóng đêm đảng ra lôi đình giống như từng trận vọng lại. Đây là minh yến thân vệ, không nhiều không ít ba ngàn nhân, là hắn tinh kiêu tế tuyển ra dũng mãnh chi sĩ. Tống đô thống mã tự hồ bị này một mảnh lôi kinh sợ thối lui nửa bước, hắn lạc trụ cư ngựa, cách không kêu đến. Đại tư không nhưng là muốn phản. Minh Yến tránh nói. Tống đô thống như không đỡ của ta lộ, của ta thân vệ như thế nào hội làm khó ngươi. Tống đô thống một tiếng cười lạnh. Đại tư không nửa đêm kìm kẹp vương hậu ra cung, ta như không ngăn cản, tới vương thượng cho chỗ nào. Minh Yến dùng bào giác chậm rãi lao lao phong. Tống Đô Thống nói giỡn, ta Nam quốc nào có vương hậu, một quốc gia vương hậu, lại làm sao có thể tù cho bạo thất. Quỷ biện, tư mã chiêu chi tâm người người đều biết. Minh Yến chậm rãi ngẩng đầu, màu sắc kinh thiên động địa lượng, giống phá vân mà ra ti chớp. Ta dẫn người tới là phản, Tống Đô Thống mang trọng binh đêm hiện cửa cung ở ngoài, lại là làm cái gì? Tống Đô Thống gặp Thủy Trung vô pháp chọc giận đối diện nhân, sau lưng ra một thân mồ hôi nóng hắn không tốt đang điền phát ra tiếng, cổ họng có chút phát đau. Khi tự nhiên là. Nửa câu sau nói ở không trung phá âm, liền phản phất chạy bộ không sát trụ lực về phía trước cục giống nhau, nhưng hắn minh bạch không có đường lui. Minh Yến buộc chặt thân ảnh đóng ở đối diện thổ địa thượng, giống cắm ở trong đất ông ông tác hưởng tà kiếm, hội hoành đi lại tua nhỏ của hắn yết hầu. Bả vai làm cho người ta vỗ một chút, bên cạnh một trận xôn xao, áo giáp các tướng sĩ ào ào cúi đầu. Yến Thành cận màu đen áo khoác ở không trung tung bay, bay phất phới, hắn giấu ở một thân hắc trung, trong phần mộ bò ra đến dường như tái nhợt gầy yếu. Là cô ý tứ. Vương Thượng chậm rãi dục ngựa đi lại cùng hắn sóng vai, một hàng vệ đội vội vàng bước ra khỏi hàng, che ở hắn phía trước. Ánh lửa dưới, tống đô thống chú ý tới Yến Thành cận trên mặt, gáy thượng đều là mồ hôi, phản phất tẩm thủy dường như ướt sủng, lại cứ ánh mắt chớp động cháy diễm giống như quan mang, trong nháy mắt làm cho người ta nghĩ tới lục ánh mắt báo tử vương thượng ngài vẫn là yến thành cận không có nghe đến dường như nhắm thẳng bờ bên kia nhìn lại phản thần minh yến sát tội nữ tô thị tất nhiên bắt sống lĩnh mệnh bên kia thanh âm giống như một đạo sấm rền nện xuống quanh một tiếng đông phong cùng gió tây chậm rãi che ở minh yến trước mặt mắt thấy bên kia đông nghìn nghiệp nhân như thủy triều xông lại vệ đội cũng dục ngựa về phía trước chạy đi, không ra một lát, đánh giáp lá cà kim chúc thanh liền theo trước nhất đầu truyền ra đến, hỗn loạn ma sát, kẻo kẹt chói tai. Mã Tê Minh cùng nhân tiếng la đang vào thành một mảnh. Thiên thượng trăng non lạnh lùng lộ vẻ, Minh Yến nghiêng đầu, Tô Khuynh thấy hắn tiệp hạ trong mắt tựa hồ biến thành thú loại màu đỏ tươi, hắn thanh kiếm nắm chặt, thanh âm đều phản phất động vật trong lồng ngực ô lỗ lan lộn. Không được buông tay cô khuynh lâu càng nhanh một ít thủ cùng chân đều lên men hảo minh yến được của nàng trả lời bỗng nhiên về phía trước động phong vù vù theo nàng bên tai xẹt qua màu đen một con nghênh diện tới rồi đông phong gió tây trên tay trường mâu huy đi ra ngoài người nọ lại theo bọn họ bên người đánh cái vòng tha trở về xa xa hô một câu minh đại nhân cuối cùng một lần đông phong gió tây liếc nhau mâu trung đều có sợ hãi lẫn vui mừng 12 vệ lệ thuộc cho ngoại thành cấm quân, là minh yến cũ bộ, bên trong không hề thiếu hắn nghi khi ngoạn bạn, dẫn quá hậu bối. Vương lệnh không thể trái, bọn họ đành phải đối với vệ đội làm khó dễ, lặng không tiến động cấp minh yến phóng thủy. Minh yến một cước đá vào gió tây trên lưng, nghiến răng nói. Xem chỗ nào đâu, du tây phong biến sắc, trường mâu hoành đi ra ngoài, mạnh xuyên thấu một người chi phúc. Bên cạnh xẹt qua vô số đạo hư ảnh, Binh đao vù vù thanh quán nhập tô khuynh lỗ tai. Nội uyển cấm quân nguyên bản bị vương thừa tướng thống chế, thừa tướng sau khi chết triệt để bị yến thành cận thu hồi. Minh yến ba ngàn vệ đội ngăn không được năm ngàn nội uyển cấm quân, dây lát trong lúc đó liền có mấy dục ngựa chạy như bay mà đến, dục thủ đại tư không thủ cấp. Minh yến trong tay trường kiếm chém sắc như chém bùn phốc suy nhất hoa liền có thể đem người tiệt làm hai nửa, nhiệt huyết phun dũng mà ra nửa người dưới vẫn ngồi trên lưng ngựa chạy vội nửa người trên cô lỗ lỗ ngã quỵ xuống dưới tô khuynh cảm giác được của hắn lưng buộc chặt trở nên giống như một loại sắc nung nóng bỏng hắn khóe mắt mang theo tơ máu nghiêng đầu thanh âm lại nhu nhắm mắt nàng nhắm mắt lại nhiệt độ cao khiến hai nhĩ vù vù yên tĩnh nghe trước mắt tiếng gió kiếm là một loại duyên dáng vũ khí cho không trung tung bay liền thả thành vũ nhưng giờ phút này trong tay minh yến biến thành giết hại lợi khí. Kiếm triếp thanh như bén nhọn hạt lệ, dùng dập cắt nát phong, hắn không trạc thứ, chỉ dùng nhanh chóng mổ bụng phá bụng phách khảm, máu tươi không ngừng, rào rào, rào rào, phun dũng mà ra. Một bàn tay đáp thượng vai nàng, bắt được cổ áo nàng, ngay sau đó kiếm quan chợt lóe, một trận mát gió thổi qua của nàng cổ, cái tay kia lập tức liền từ trên người nàng cút hạ xuống. Nam Phong, gió bắt thiếp sau lưng nàng, dùng dập hô hấp, Đừng mắt người chung quanh, trên mặt đều treo vài đạo vết máu. Du Tây Phong cùng Đông Phong đi ở tiền. Châu chấu dường như nhiều điểm toàn động đầu người trung, sáu cá nhân ngưng tụ thành một cái điểm, chậm rãi về phía trước di động tới, tối dễ thấy là tô khuynh trên người màu xanh nhạt váy, minh phủ nữ hài tử ở tối trung gian, giống sáng rõ một điểm hoa tâm. Là minh phủ không thể dính máu cờ xí. Du Tây Phong nhất tiếng kêu đau đớn, bị đâm vào cánh tay trường mâu quán đổ, ngã một cái gió tây đó là mở cái chỗ hổng, vô số người hướng tới này chỗ hổng công tới, gió tây cắn nhanh chân răng để mâu, chậm rãi bạo xuất cơn xanh. Minh Yến kiếm mang theo thẳng vào mặt phong, vung mạnh đi lại, lấy mâu nhân theo trên ngựa phiên hạ, gió tây chợt tùng kính, nằm trên mặt đất, đau nhức hậu tri hậu giác đánh úp lại. Hắn đời này không có như vậy đau quá, không tiếng động lộ ra dãy dụa thần sắc. Minh Yến giày tim để của hắn thắt lưng, hướng nảy ra ý cúi đầu trách mắng đứng lên. Đao lập tức đánh úp lại, một mảnh sáng như tuyết quang, Tô Khuynh Mí mắt nhảy một chút, bỗng nhiên mở mắt ra, đao đã suy nhập vào Minh Yến bả vai, máu tươi ở nàng trên cánh tay. Ngón tay nàng mạnh co rút đứng lên, trong phút chốc mắt thấu hậu bối. Minh Yến không rên một tiếng, tả tay nắm giữ chui đao, đồng tử áp ở thượng một tuyến thượng, lui thành nho nhỏ một điểm. Hắn cắn răng, vậy mà phản thủ đè nặng đao, chậm rãi rút ra, bá mang ra một đạo phun ra máu tươi. Huy đao thị vệ cấm vệ bị nhiệt huyết tiện một mặt, hải giật mình ở tại chỗ, lập tức làm cho hắn lấy chui này đao lột bỏ thủ cấp. Minh Yến như là thiết chú binh nhân, lại về phía trước phá vây mấy bước, Yến Thành cận ngồi ở trùng trùng hộ vệ sau, kiếp nắm thành quyền. Còn không mau chút. Lại một vòng chém giết thanh như sóng triều cuồn cuộn dựng lên, Minh Yến tay phải cầm kiếm, tay trái lấy đao, vạt áo trước đã thấy không rõ vốn nhan sắc. Cô Khuynh thuộc hạ ước sủng một mảnh, cầm gián sát vào của hắn nhĩ tim. Đại nhân. Ân. Ừ. Đại nhân. Minh Yến đôi mắt mị một chút. Lại kêu một tiếng. Đại nhân. Minh Yến cắn răng, đem du tây phong cổ áo về phía trước nhất linh, nháy mắt lại về phía trước bốn năm bước, bỗng nhiên một trận thanh thúy chim hoàng oanh tiếng hót, ở một mảnh hỗn loạn vang lên, trù thu viễn chuyển, tha xuất thanh thúy tiếng vang. Không, như quả thật là chim hót, đã sớm che giấu ở tiếng gió dưới. Đó là nhân lấy khẩu kỹ bắt chước chim hoàng oanh vọng lại thanh âm. Dây lát giang áo giáp rào rào lẫn nhau va chạm, đang cùng Minh Yến chém giết xoay người, trải ở các nơi cấm vệ quân quay giáo, đồng loạt dũng hướng một chỗ. Tống đô thống cúi đầu, thất thần nhìn về phía đưa hắn súng lại một chu vô số đem trường mâu, giống tràn ra vô số cánh hoa. Các ngươi, Minh Yến vệ đội theo tứ phía trào ra, đem ngồi trên lập tức Yến Thành Cận vây chật như nêm cuối Yến Thành Cận nắm dây cương thủ rung rung lướt qua mọi người thẳng tắp nhìn về phía Minh Yến, tâm cổ họng nói nội uyển cấm vệ quân ở đâu không ai đáp hắn người người đều chỉ nhìn trên tay mâu mâu liền đứng ở vương thượng ít hầu tiền, 12 vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ máu tươi trên mặt đất chảy xuôi trong gió lại chỉ còn lại có côn trùng kêu vang thanh âm thanh bần dưới ánh trăng một trận chi nha rung động xe lăn chậm rãi chuyển động tới chiến trường trung. Trên xe lăn lão nhân trên gối cái màu nâu chăn gấm, chăn mặt ngoài lã chả lay động, hắn miệng mũi nghiêng lệch, đầu đem diêu chưa diêu chớp lên, khô gầy cánh tay không được chuyển động xe lăn, chi nha, chi nha. Tống đô thống ánh mắt cơ hồ trừng xuất huyết ti đến, yến thành cận nắm dây cương thủ cũng đang rung động. Khó trách hô bất động nội uyển tấm quân, nguyên lai của lực lượng này, cho tới bây giờ sẽ không thuộc loại quá hắn minh yến nở nụ cười mũi kiếm huyết tí tách rơi trên mặt đất bệ hạ không đợi nhân tử thấu sẽ đến lãm quyền không khỏi quá mức nóng lòng tay hắn đặt ở trên xe lăn nhẹ nhàng đẩy chút ánh mắt như xà lão thừa tướng giúp một tay đưa hắn đưa đến tống đô thống trước mặt mặt còn hướng tới vương thượng ai nói cho ngài vương thừa tướng đã chết yến thành cận trên đầu mồ hôi cuồn cuộn một lần lại một lần lãnh nóng luôn phiên các ngươi các ngươi không phải là thế đồng nước lửa, chẳng lẽ sẽ không có thể hợp tác rồi. Yến Thành cận cười lạnh một tiếng, ngửa đầu xem Minh Yến. Đại tư không cùng thừa tướng không vừa mắt, xưa nay đối chọi gay gắt. Một cái hiệp đạo, hai đỉnh cổ kiệu không thể một trước một sau, vì thế mở rộng cung nói. Thừa tướng đoạt 12 vệ quân quyền, đại tư không giận mà quốc roi hạ nhân, một ngày sát mấy người, muốn đem thừa tướng bầm thay vạn đoạn. Nguyên lai like đều là giả vờ. Minh Yến cười nói. Vương thượng cơ sở ngầm nên thay đổi. Của hắn tươi cười chậm rãi liễm đi, nâng lên mặt, trong bóng đêm tuấn dung ngâm mình ở vết máu bên trong, nâng tay áo một chút đem trên mặt huyết ô lao đi, hiện ra chưa bao giờ từng có âm trầm đến. Thần hư dài bệ hạ 11 tuổi, thừa tướng dài bệ hạ 40 tuổi, bệ hạ hãy còn nhỏ, tốt nhất không cần tự cho là thông minh. Ám vệ xâm nhập phòng kia một ngày, Minh Yến tự mình đi trước thừa tướng phủ, từ sau cửa sổ phiên hợp thời trong phòng chỉ nằm vương thừa tướng một người mặc như giấy vàng khâm hạ tràn đầy phun ra uế vật huyết ô trong truyền thuyết lan trung cùng con rể đều không ở hắn đi tới sạp tiền nhéo đem vương thừa tướng mạch vốn tưởng rằng tử thấu lão nhân rõ ràng mở to mắt một phen phản bắt lấy cổ tay hắn hãm sâu cho hốc mắt bên trong mắt cắt cao trừng mắt hắn cứu cứu ta vương thừa tướng chưa chết nhưng đã cùng tử không khác. Dữ dội buồn cười, tiếng nói tiếng cười, này hòa thuận vui vẻ nhà mình trong phủ, vương thừa tướng đã nhường thân cận người hạ độc ám hại, có thể tin tưởng chỉ còn một cái trong ngày thường đối thủ. Minh Yến cười lạnh, theo trong lòng chậm rãi lấy ra một cái lộ vẽ dây kết thanh đồng lệnh bài, ở trước mặt hắn đùa dẫn hoảng nhoáng lên một cái. Thừa tướng gian nan xem hắn, cũng tay run run theo trong tay áo lấy ra một khối giống nhau như đúc lệnh bài bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 58 Điểm gián môi 15 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hai khối nam quân làm ở không trung xa xa tương đối, lão nhân mặt chậm rãi vặn vẹo đứng lên, ôi ôi lộ ra một cái giữ tận cười. Sinh trưởng ở hai luồng lực lượng kẻ hở bên trong vương thượng năm nay 17 tuổi. Lúc hắn không lại mặt đỏ tai hồng đồng thần hạ tranh cãi, mà học hội dùng yếu thế ngụy trang bản thân thời điểm, hắn tự thành dài vì đáng sợ loại thứ ba lực lượng. Hắn sẽ không gương cho binh sĩ, mà là tránh ở hai luồng lực lượng phía sau, kích động trai cò tranh chấp. Minh Yến thậm chí có chút tán thưởng Yến thành cận tâm tư kín đáo. Nếu hắn có thể sớm một chút một mình đảm đương một phía, không đến mức làm cho hắn đại trưởng quyền to mấy năm nay. Vương thừa tướng thủ rung rung, nam quân làm theo lòng bàn tay đến rơi xuống, xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Bởi vì trúng độc duyên cớ, hắn miệng mũi trung lại lần nữa trào ra màu đen huyết ô ta nếu chết. Ngươi cũng hẳn phải chết. Minh Yến miêu hạ thắt lưng, đem nam quân làm chậm rãi nhặt lên đến, ngẩng đầu nháy mắt, mí mắt vừa vén, ngọc lưu ly hạt châu dường như trong ánh mắt phục ra ra hàng đao dường như quan. Quy hiếp ta. Vương thừa tướng ngực trung rẩy, mồm miệng không ở huyết bọc lý ô ô nói xong cái gì mơ hồ trong tầm nhìn, Minh Yến không nhanh không chậm nghệ hắn, trong mắt tựa hồ hàm chứa lạnh lùng cười. Hắn cố ý. Chậm sát thừa tướng hoặc có hậu lộ, cùng lắm thì một phản chi. Hôm nay chết ở chỗ này, đã có thể lại không cơ hội. Sinh tử trước mặt, ai cấp ai thua. Vương thừa tướng gian nan nâng nâng tay trưởng, giống như cầu cứu lại giống như ngăn trở. Ta. Bất đồng ngươi. Tranh, Nói xong câu đó, hắn nhắm lại khẩu, trong lòng ngực hồng hộc thở gấp, môi không cam lòng mấp máy hai hạ, giống mắt cạn cá trích. Minh Yến tróc đoán không ra nhìn hắn hồi lâu, thế này mới nở nụ cười một tiếng, ngón tay một quả nâu cửu chuyển hoàng hồn đan, nhét vào hắn trong miệng. Vương thượng dù sao còn nhỏ, hận một người liền là thật tâm thực lòng, hận không thể đem bái gia rút gân hận, nào biết đâu rằng đối thủ trong lúc đó, nếu thật sự thế như nước với lửa, khi mới thật sự là càng chạy càng hiệp sẽ đem bản thân bức tử ở khốn cục chung nhất loan ánh vàng rực rỡ thượng huyền nguyệt ảnh ngược cho trông như gương thái trạch mặt này ban đêm minh yến khoảng cách yên ổn môn đã đi ra trăm bước trước ngực huyết lây dính bào khâm thẳng thẳng đến dưới chân tô khuynh hô hấp nhẹ nhàng tảo ghé vào lỗ tai hắn bình tĩnh lượt có chút hôn trầm mang theo sáng quát nhiệt khí giống tiểu động vật hơi thở lại làm hắn dị thường an tâm Du Tây Phong trong mắt tràn ngập kinh nghi, hôm nay trận này trận đánh ác liệt, hắn kém chút liền tưởng thật sự, nếu sớm có an bày, bọn họ làm gì muốn. Hắn ôm cánh tay nhỏ giọng nói. Đại nhân, chúng ta. Minh Yến banh mặt nâng lên hai ngón tay, hắn cấm thanh. Cũng để dinh dính, Minh Yến lượt nâng lên chân trước, trên mặt đất không nhẹ không nặng nghiền cọ một chút, phản phất đem cái gì vậy nghiền tan xương nát thịt. Vương thừa tướng chính là có thể toàn ý phó thác. Nếu hắn không hiện ra, đem minh phủ đoàn người tư sống tha tử, đối một cái gần đất xa trời nhân cũng không có chỗ hỏng. Minh Yến đối với trên đất bóng dáng gợi lên khóe miệng, kia lão yêu ma nhớ kỹ cừu, chuyên làm cho hắn cũng nếm thử sinh tử một đường là lúc làm cho người ta kéo háo tư vị. Tính ai cũng không bằng tính bản thân. Bốn phía yên tĩnh đến cực điểm, tống đô thống đang rung, trên đầu bạch mảnh vải chặt đầu cũng đi theo đẩu, xe lăn tới gần khi, của hắn sau thắt lưng để ở phía sau mâu tim lui không thể lui vương thừa tướng ánh mắt đục ngầu túi mắt rủ xuống giống trong phần mộ đi ra lệ quỷ hắn trong mắt là oán độc hận ý lại chỉ là nghiêng lệch miệng hỏi tiểu hà đâu tống đô thống chân mềm nhũng mấy bính trường mâu rào rào hạ phóng cho dù hắn quỳ rạp xuống đất thượng cũng không buông tha tiểu hà đâu cha thực xin lỗi thực xin lỗi con chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Hắn vài cái đem bản thân rút cái mặt mũi bầm dập, nước mắt nước mũi dính đầy rảnh tay trưởng. Vương thừa tướng nhân đến trung niên phương nhất nữ, khuê danh nhu hà, thuở nhỏ nuông chiều, sau khi lớn lên trở thành uy chấn nhất phương người đàn bà đanh đá. Vương thừa tướng cả đời vô tử, chỉ có nhu hà hôn sự cần nhớ thương. Cưới của hắn nữ nhi, liền muốn đăng môn làm nhà hắn ở rễ, nhưng đồng thời cũng đem tiếp nhận hắn sở hữu quyền lực cảnh tướng cầu hôn nhân trung, tống đô thống cũng không phải ưu tú nhất một cái, cũng là tối thông suốt ra một cái, hắn có thể hàng đêm ngủ tiền làm vợ tử rửa chân, rời giường giúp cụ đổ nước tiểu bình. Chính là này hội nịnh hót bao cỏ, nhưng Yến Thành cận thu nhận dưới trướng, ban cho thừa tướng vừa chết, lập tức khẩn cấp nạp ba bốn phòng thiếp thất, đem kia người đàn bà đanh đá nguyên phối mọi cách dày xéo, khoái hoạt không biết nay tịch hà tịch. Vương thừa tướng cây khô da dường như thủ, kẻo kẹt kẻo kẹt nắm chặt trên gối chăn. Cha, này không kém ta. Tống đô thống hai tay nắm chặt để ở ít hầu thượng mô tim, hai mắt chung quanh tìm kiếm cứu binh, định trụ, là vương thượng, vương thượng bức bách tiểu nhân làm như vậy nha. Yến thành cận hắc bào ở trong bóng đêm tung bay, hắn trên mặt hiện mệt mỏi thái, nhắm chặt mắt. Hắn rất mệt. Gần một năm rưỡi đến, hắn thường xuyên hội cảm giác được loại này bị vét sạch tâm thần ủ rũ đêm không thể an nghỉ, chỉ phải chiêu thải nữ hầu hạ, dục vọng tẩn đoan cũng là càng sâu sợ hãi. Hắn không để ý tới bên kia truyền đến thôi ủy, trợn mắt xem minh yến, giống như tiên hoàng hậu mềm mại đáng yêu mâu trung, ảnh ngược ra hắn giết thần thông thường thân ảnh. Cô ghê tẩm ngươi. Minh yến tảo hắn, lời nói theo sĩ khâu lý từng chữ từng chữ bài trừ đến. Nếu không phải bệ hạ họ yến, chảy nam quốc hoàng thất huyết, ngươi cho là thần thích ngươi sao? yến thành cận lần đầu ở trong mắt minh yến thấy được không thêm che giấu chán ghét cùng hèn mọn thần không thích quỷ khuất bản thân hắn phản thủ nâng lên tô khuynh trượt xuống bắp đùi xem yến thành cận nở nụ cười cho nên chân chính nhường thần chán ghét nhân không phải là đã chết liền sắp chết hắn kinh mạng nói bệ hạ nằm mơ đều nhớ kỹ thần muốn phản mũ chụp lâu lắm thần phiền chán cực kỳ hôm nay phản cấp bệ hạ nhìn một cái Yến Thành cận thái dương gân xanh chợt hở ra, ngươi, Minh Yến cầm khẽ nâng, vệ đội vô số đem thanh hắc lợi nhận, xôn xao, tới gần, có mấy đêm đã ai ở vương thượng hậu tâm. Yến Thành cận mặt đồng cổ đỏ lên, cả người run run, mồm to hô hấp, hít thở không thông bộ dáng. Minh Yến nhìn hắn. Cầu ta, tha cho ngươi một mạng. Của hắn ngón trỏ ở tô khuynh trên đùi nhẹ nhàng cọ cọ, tô khuynh lông mi rung lên một chút, hạp khởi hai mắt lại từ từ mở ra. Tình cảnh này, ngủ rất đáng tiếc. Mới vừa rồi làm vài giấc mộng. Nàng nhẹ nhàng mà nói, thanh âm đã có chút khàn khàn. Mộng đã trở về Minh Phủ nằm ở trên giường, trợn mắt lại phát hiện còn ở nơi này. Minh Yến con mắt hơi đổi, nghe vào trong tai. Yến Thành cận gắt gao xem hắn, dám để cho hắn chịu khuất nhục như vậy, khuất nhục như vậy. Hắn tự hồ muốn nói điều gì, khả cái gì cũng không có thể nói ra miệng, một trương miệng, một búng máu, phốc, phun ra đến, lợi kiếm giống nhau bắn ở trong không khí. Chính hắn có chút khó có thể tin mở to mắt, nhiễm huyết môi trắng bệt, một lát, một đầu tài xuống ngựa đi. Lấy trường mâu bức cung phạm thượng vệ đội kinh ngạc một chút, không biết như thế nào cho phải, Minh Yến đạm nói. Vương thượng đây là bị bệnh, đuổi về trong tẩm cung. Có người ba chân bốn cẳng đem Yến thành cận nâng tới lập tức dằn co cục diện bị đánh vỡ một lát, không dám vọng động 12 vệ bỗng nhiên xôn xao một chút. Hắc y tướng lãnh đang thương thất mã đắc đắc phi chạy tới, trên tay thiết kích xoát chém thẳng vào đi lại. Lớn mật phản tặc. Cô khuynh cả kinh, trước mắt người nọ nghe thanh âm quen tai, nguyên là vừa rồi thả bọn họ một con ngựa nhân, hai mắt đỏ đậm. 12 vệ của bộ khâm tính đại tư không trung nghĩa, mới làm việc thiên tư tình, khả minh yến mới vừa rồi chính miệng nói, hắn muốn phản. Một ngọn gió mảnh nhào tới, dơ lên tóc nàng ti, minh yến kiếm làm để ở kia lợi khí, kiếm quan vừa động, con ngựa phát ra một tiếng ăn đau hí dài, mạnh dơ lên hai đề cấp sát cho không trung. Người nọ theo trên ngựa nhanh như chớp lăn xuống đến, minh yến mũi kiếm chính treo ở hắn trong ngực phương mấy Mười 12 vệ tướng sĩ kỵ cho lập tức, dưới ánh trăng là bọn hắn phát thanh mặt, mọi người mở to hai mắt xem, lặng ngắt như tờ trên đất người nọ trừng mắt Minh Yến, Minh Yến cũng cúi đầu xem hắn. Sau một lúc lâu, hắn miệt nhiên cười, mũi kiếm chuyển khai mấy tấc, mũi chân chiếu hắn giữa lưng một điểm, đưa hắn đá văng ra. Trung thần lương tướng, ban thưởng hoàng kim bạch hai, trạc vì 12 vệ đô thống. Tất cả mọi người hít một hơi. Tô khuynh đầu vòng vo chuyển, thấy được một bên bị vương thừa tướng thống thành cái sàn tống đô thống, còn tại khóc cầu xin tha thứ, đi tha ra từng đạo vết máu thân vệ cùng kêu lên nói. Là. Của hắn mũi kiếm xa xa đảo qua xa xa đứng 12 vệ mọi người, đáy mắt cười lạnh rõ ràng. Liền một người. Nuôi ngươi nhóm, đầu gỗ dường như. Đều là huyết khí sôi trào thiếu niên, làm cho hắn này đảo qua, không ra một lát, ào ào xuống ngựa, áo giáp tướng chạm vào rào rào rung động, im lặng bái cho đại tư không dưới chân. Có người, từ nhỏ khí chất nổi bật, vô luận vì quân vi thần, không thể ngổ nghịch chỉ có thể tận trung ánh trăng phía dưới đồ dư mã đứng chiến mã bên cạnh cô áp áp quỳ nhất minh yến xem cũng không xem lưng tô khuynh đi trở về đi minh phủ thị tỳ lần đầu tiếp thương nặng như vậy viên du tây phong trở về lúc trên cánh tay còn cắm nửa thanh đoạn kích cầm đầu nha đầu sợ tới mức hai chân như nhũng ra nhưng lại không dám tới gần cuối cùng là nam phong hòa gió bắt giúp hắn thanh miệng vết thương Kinh nguyệt dàn xếp hắn ngủ hạ. Đêm nay đèn đuốc sáng trưng cho đến khi giữa khuya. Minh Yến bước vào phòng trong, mặt sau chuế một chuỗi nha hoàng bà tử vây quanh hắn. Trong phòng chậu nước cùng sạch sẽ sim y đã bị hảo. Vừa đem tô khuynh đặt ở trên mép giường, của hắn gân xanh bỗng dưng vừa hiện, vi cho mày, bên môi tràn ra một bún máu. Tô khuynh một cái giật mình ngồi dậy, hai tay lôi kéo của hắn cổ tay áo không tha, nhiệt độ cao khiến nàng hai gò má đỏ bừng, trong mắt tựa hồ chưng ra một tầng hơi nước đến. Minh Yến lấy mu bàn tay lau một phen, đồng nàng giải thích. Không trở ngại, phun là trong bụng huyết, không giống vương thượng kia trong lòng huyết. Khóe mắt tảo bà tử cùng nha đầu vừa sợ hãi quỳ một phòng, trong lòng chán ghét bọn họ động một chút là quỳ tính nết. Tô khuynh gấp đến độ nói cũng nói bất lợi tác. Này, còn có cái gì bất đồng? Mau đứng lên, cấp đại nhân xử lý miệng vết thương. Ai dám? hắn mắt phong đảo qua vừa đứng dậy thì tì nhóm ào ào lại quỳ xuống cút đi một phòng nhân lại vội vàng lui xuống đi tô khuynh cường chống nhảy xuống giường đến minh yến chế trụ cổ tay nàng nàng qua đầu lại vội la lên cần phải ta cũng cút minh yến xem nàng liếc mắt một cái trong mắt kia không vui cùng dung túng đồng thời bật ra hiện trong tay nàng khăn đã quăng vào trong bồn ở trong nước ấm tẩm tẩm đại nhân trước ngồi minh yến liêu bãi ngồi xuống suy nghĩ một mảnh khắc đem ngoại thường cũng kéo mở vạt áo dáng miệng vết thương hắn không ra tiếng chỉ một chút nhíu mày mi cốt thượng phúc một tầng sáng lấp lánh hãng trước ngực kia một đao là nặng nhất da thịt ngoại phiên hắt tuấn tuấn một cái hiệp khâu đãi tô khuynh xoay người lại hắn lại phản thủ đem y bào liễm tô khuynh đến gần rồi hắn cảm nhận được trên người hắn nhiệt khí hắn đưa tay phủng trụ nàng gần ngay trước mắt thắt lưng trên người nàng váy nhăn không thành bộ dáng, hắn cực đạm trong giọng nói mang theo chút khác loại ý tứ hàm xúc. "Lúc trước nói trở về muốn cho ta xem chỗ nào?" Tô Khuynh sợ run một chút, Ninh Mi tiếng trầm nói. "Chưa nói." "Nói bậy." Minh Yến nở nụ cười, chiếu nàng mông nhẹ nhàng vỗ, hận nói, "Ta nhớ được rành mạch." Tô Khuynh con cá dạng theo hắn lòng bàn tay tránh thoát, trên tay khăn thủy tích táp dừng ở hắn trên gối ngón tay giảo thượng của hắn áo choàng, nhẹ giọng bất đắc dĩ nói. Đại nhân đừng nháo. Tác giả có chuyện muốn nói. Hôm nay cũng là trung nhị tiểu minh nhiệt tình yêu thương đùa giỡn con gái tiểu minh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 59 Điểm dáng môi 16 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Minh Yến phản thủ ấn cổ áo, sợ bên trong bộ dáng dọa nàng. Nhắm mắt lại xem. Tô Quynh lại hơi hơi mở to mắt. Nhắm mắt lại, thấy thế nào? Nàng mặc một chút, phủ trên ngón tay hắn, muốn đem cứng rắn ngón tay hắn bài khai, đại nhân cho ta nhìn, ta liền cũng cho ngươi xem chính là. Không khí lặng im một lát, Minh Yến nghệ nàng. Ngươi nói. Ngón tay hắn chuyển khai, khoan y bào, đại tư không nhìn thiên gầy, thân thể cũng không suy nhược, lâu năm vết thương cũ lưu lại nhàn nhạt vết sẹo, dày đặc cho cứng rắn cơ bắp mặt ngoài. Hắn cúi mắt, tái nhợt trên mặt, là mũi bóng ma, lông mi bóng ma. Tô Khuynh đem khăn ninh vừa vặn tốt, cẩn thận lau đi huyết ô, tơ máu ở trong nước tràn ra. Sớm nhất thời điểm, hắn đổi dược đều là gió tay vài cái đến, bé con nhóm xuống tay không cái nặng nhẹ, hắn ninh mi chịu đựng, mặt trầm xuống không lên tiếng, bọn họ liền theo không biết khi đó làm 12 vệ đô thống, bị thương cơ hội không nhiều lắm. Chỉ có 5 năm trước kia một lần, hắn đêm khuya theo hoàng cung trả, trên người cùng trên thân kiếm đều khoác đêm lộ. Ánh nến lay động, gió bắt cùng Nam Phong chính ngồi xếp bằng ngồi ở một chỗ đấu tiểu một kiếm, hắn nhớ được coi như rõ ràng, khi đó Tô Khuynh ngồi ở tháp thượng đối với quan nhanh đuổi chậm đuổi nạp hài để, khuôn mặt nhỏ nhắn banh nghiêm cẩn nghiêm túc, nha sĩ giống như lông mi yên tĩnh cuối, ngẫu nhiên mới rung động một chút hắn đem gió bắt cùng nam phong phiền chán phất đến một bên. Gió bắt cái mũi con chó nhỏ dường như co rúm. Đại nhân trên người có mùi máu tươi nhi. Nạp hài để nữ hài dừng trong tay Việt, nâng lên một đôi đen sẫm mắt. Nam Phong hỏi. Đại nhân lại bị thương. Minh Yến thật khác, nhấp một miệng trà, trà là nóng, hắn ngừng một chút, lại uống một ngụm, ngữ khí càng không kiên nhẫn. Đánh một trận nam bọn nhỏ đối chuyện như vậy tối có hứng thú. Thế nào đánh, với ai đánh nha? Hắn không lên tiếng. Trong ốc trướng trướng, phản phất còn xoay quanh hoàng cung trên đại điện kiếm mười 12 vệ một cái 30 nhân tiểu đội, cho đến khi sau nửa đêm mới mở một đường máu đến, đến cuối cùng, hắn cầm kiếm cổ tay đều đã tê rần, biến thành nhất thú vật, giết người như là khảm đồ ăn thiết qua. Đại nhân, nói với ta thôi. Nói với ta thôi. Ánh mắt của hắn mờ mịt dừng ở hai trương khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, bọn họ căn bản không biết, thiên địa kém chút liền muốn đổi. Hắn không có biện pháp nói, không biết đồng ai nói. Hắn khi đó cũng không biết, che chở ấu thái tử Thượng Long ỷ kia tùy tay nhất linh, sẽ làm hắn tên Minh Yến vĩnh viễn ở lại trên sách sử, cứ thế sửa toàn bộ nam quốc vận mệnh. Đêm hôm đó, hắn chỉ là cảm thấy phiền chán choáng váng đầu. Các ngươi đi về trước đi luôn luôn trầm mặt Tô Khuynh bỗng nhiên nói chuyện, vẫn là kia ôm nhu làng điệu, nhường đại nhân nghĩ một chút. Nàng nhảy xuống sạp, tiếp nhận trên tay hắn ly không, thay hắn thêm một chén nước ôm vừa vặn thủy. Nam Phong mất hứng. Ngươi nha đầu kia, dựa vào cái gì chúng ta trở về ngươi không quay về. Gió bắt vội vã nghe đánh nhau tình hình cụ thể, cũng đi theo ồn ào, hắn xem Tô Khuynh mặt đỏ lên. Tự hồ lần đầu có chút tức giận dường như giữ chặt bọn họ quần áo giác, Đem bọn họ theo tháp thượng kéo xuống, đỉnh ngưu dường như dùng sức đổ lên ngoài cửa, đem cửa đóng lại. Nam Phong ở ngoài cửa gõ cửa. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi có gan. Cô khuyên lưng gắt gao dựa vào môn, môn bị đỉnh biến thành một chút một chút, nàng đơn bạc thân mình cũng đi theo rung rung, nàng thủ môn, xa xa cùng hắn nhìn nhau. Trong phòng thanh tịnh rất nhiều, nàng mở to cặp kia đen sẫm xinh đẹp ánh mắt, rất nhẹ hỏi. Đại nhân cần đổi dược sao? đêm hôm đó, lần đầu từ Tô Khuynh cho hắn đổi dược. Nàng vừa mãn 12 tuổi, cái đầu vừa mới quá của hắn thắt lưng, khi ánh mắt Lý Linh cũng đã có thể không tiếng động cùng hắn đối thoại, lý giải hắn toàn bộ đã nói hoặc không nói tâm sự. Hắn sợ hãi này ánh mắt, đáy lòng lại run rẩy hưng phấn, hoặc khát vọng. Cởi bỏ quần áo khi hắn cũng không tình nguyện, mắt lạnh nói. Đi ra ngoài tùy tiện đổi cá nhân vào đi, cẩn thận làm sợ. Tô Khuynh bả đầu diêu giống như trống bỏi. Ta sẽ là toàn phủ nhỏ nhất tâm, nhất định không nhường đại nhân đau. Hắn suy cười một tiếng. Thử xem. Tô Khuynh điểm một chút đầu. Dính ẩm khăn nhẹ nhàng mà cái ở hắn miệng vết thương chung quanh, lông chim xẹt qua giường như ngứa. Nguyên lai like từ nữ hài tử đổi dược, quả thật là một chút không đau. Biết hôm nay phát sinh chuyện gì sao? Hắn nhắm mắt tin hỏi, cô khuynh thanh âm liền như vậy nhẹ nhàng mà vang hô hấp dừng ở hắn trước ngực không biết hắn cúi đầu cười lạnh đe dọa khoe khoang hoặc có khác cái gì cung khuynh cô khuynh im lặng sau một lúc lâu nhà nàng thanh lý cực nghiêm cẩn nói chuyện thời điểm tựa như phân không ra thần hắn liền không lại đồng nàng nói chuyện tả hữu nàng còn không biết buộc chặt thần kinh buông lỏng xuống ủ rũ liền thượng đầu trong phòng tỉnh chỉ có ánh nến thiêu đốt khi ngẫu có đồng độc thanh, nàng tự hồ ở đoan trang của hắn miệng vết thương, thật lâu sau mới nhỏ nhất thanh nói. Đại nhân đau sao? Nàng biết cung khuynh. Thiên địa đổi, mạng người như con kiến. Minh Yến trước ngực băng gạt, sớm bảo huyết liền sủng nước, bắt thời điểm ướt sủng, ngón tay nàng tim đều đã tê rần. Hắn nghe được này nhẹ nhàng một tiếng, ánh mắt nhắm không lên tiếng, bỗng nhiên cảm thấy một giọt máng xối ở miệng vết thương, dọc theo hoa văn lan tỏa đau đớn. Hắn mở mắt ra, thấy nàng chính kinh hoàng lau đi trên mặt nước mắt, nhìn đầu ngón tay ngẩn người, tự hồ bản thân cũng kinh ngạc thật sự, lại cắn môi nhìn sang của hắn miệng vết thương, khăn dảo ở trên ngón tay, sợ không biết làm thế nào mới tốt. Sao lại thế này? Hắn chợt mở miệng, thanh tuyến là lãnh, tô khuynh vội hỏi, thực xin lỗi, đại nhân ngón tay hắn ở nàng phát đỉnh nhẹ nhàng vỗ, mà như là xoa nhẹ một phen của nàng đầu. Sao trả lại cho ta trên miệng vết thương tác muối? Cô khuynh giảo khăn ngón tay, chính chuồng chuồng lướt nước dường như đụng chạm hắn. Đau không? Này nhiều năm qua, nàng bộ dạng phục tùng bộ dáng một chút không thay đổi, buông xuống hai hàng lông mi cong cong. Minh Yến đưa tay đi sờ. Không đau. Cô Khuynh nhắm chặt mắt, thủ pháp thành thạo rõ ràng, cắn môi nhanh chóng thượng dược, vài cái truyền tốt lắm hắn trước ngực đau thương. Còn lấy một khối sạch sẽ khăn chấm nước ấm, cẩn thận lau đi hắn trên trán hãn, hô một hơi. Đại nhân vẫn cần tĩnh dưỡng mấy ngày, tốt nhất không cần phong hàng nóng lên. Minh Yến cân một tiếng, lưu loát thay xuống nhiễm huyết sim y, hướng nàng dơ dơ lên cầm. Tô Thượng Nghi tọa bên kia chờ ta kiểm tra. Tô Khuynh quay đầu, thấy hắn chỉ địa phương là giường, mặt phút chốc đỏ chỉ là ký đáp ứng rồi hắn, không tốt đổi ý, chỉ phải ngồi trên sạp, thủ co quắp đặt ở làng váy thượng, đem kia trúc lá cây nhu thành một đoàn. Minh Yến chuẩn bị hảo hết thảy thượng sạp, nàng vẫn cương trực ngồi, mặt đến mức đỏ bừng. Không biết đại nhân tưởng thấy thế nào? Minh Yến nhìn nàng. Ngươi muốn cho ta thấy thế nào? Tô khuyên mặt một chút, nhỏ giọng nói. Ta nói không có bệnh sởi, cũng không sao. Ngoài miệng nói thế nào giữ lời. Hắn thẳng nhiên nói, biết nàng khéo léo vành tay hồng đắc tượng muốn lấy máu, môi mỏng khẽ chạm hai hạ, nàng liền đẩu đứng lên. Hắn để ở nàng tất chậm rãi hướng lên trên thôi, váy cuốn lấy đến, lộ ra bạch ngọc giống như hai chân cùng cẳng chân, vẫn là ở bạo trong phòng tư thế, nguyên lai vẫn là nhớ của nàng cừu, lần này không được che. Tay hắn mơn trớn của nàng cẳng chân, nương quan cẩn thận nhìn một hồi, nguyên lai bệnh sởi phai nhạt rất nhiều chỉ còn một đạo nhật nhạt dấu cô Quynh trong tay cầm lấy váy một bên chỉ thôi đến nơi đây không chịu lại hướng về phía trước hai tấc co quắp lẫn nhau để tay hắn con rắn nhỏ giống nhau theo cẳng chân lên núi lại chậm rãi xuống núi đến bắp đùi nàng bỗng dưng cổ một ngụm lớn khí mạnh thổi tắt xong nợ biên ánh nến trước mắt nhất thời hôn ám một mảnh minh yến động tác dừng lại tuấn dung bán bao phủ ở trong bóng tối đáy mắt hàm chứa một điểm cười tắt đèn. Tô Khuynh Tâm còn đang thùng thùng nhảy lên. Đại nhân trên người có thương tích, không thể lao động, liền nằm bình ngủ đi. Ngừng một lát, ánh nến lại sáng lên đến. Tô Khuynh hiếp mắt, chính thấy hắn cầm căng diêm điểm sáp, lay động ánh nến đem trên đầu hắn trâm quan bóng dáng đầu ở đỏ thẩm sắc màn thượng. Hắn phản thủ lôi kéo của nàng làng váy buông đến, xoay người đem nàng phóng bình đến trong giường sườn, đem chăn kéo đến, cho nàng cái đến bả vai người tới. Hắn bình thản tiếp đón, lấy cái túi trường đá đến, nhường phòng bếp tiên phong hàng dược, ngày mai buổi sáng dùng. Hắn tiếp túi trường đá, trí ở tô khuynh trên trán, nàng nhất thời cảm thấy một trận khí lạnh theo cái trán rót vào tứ chi bách hải, minh yến nhẹ tay điểm nhẹ ở túi trường đá thường, ngữ khí thường thường nói. Cẩn thận đầu cháy hỏng. Trên người hắn có thương tích, cắn chặt răng, thủ chống chậm rãi nằm xuống đến, thân cánh tay đụng đến của nàng thắt lưng, đem nàng lâu đến bên người, thế này mới dương tay áo diệt ngoài mảnh ánh nến. Ban đêm không thoải mái, bảo ta một tiếng, đã biết. Tô Khuynh nhanh kề bên hắn nằm, ánh mắt chậm rãi chớp chớp. Đại nhân không thoải mái cũng muốn bảo ta. Minh Yến tự hồ nở nụ cười một tiếng, không lại đáp lời. Ngủ hai đêm đạo thảo, Tô Khuynh dính mềm mại giường, không đủ nửa khắc chung liền chìm vào mộng đẹp. Mang theo rỉ sắc vị trầm thủy hương vần quanh nàng, Mông lung trung cảm thấy hắn cúi người xuống dưới, ở trên môi nàng nhẹ nhàng mà dán, thật lâu không có buông ra. Đêm đó, ngoại nhân xem ra bình tĩnh vô ba, thái dương dâng lên khi, chợ cứ theo lẽ thường khai trương, chỉ là nghe nói yên ổn trước cửa ban đêm mất hỏa, hiện tại đã dập tắt. Trong cung truyền đến tin tức, Yến Thành cận nửa đêm khạc ra máu ba lần, cơ hồ không có tỉnh lại quá, lâm triều không thể thành hàng. Sáng sớm truyền đến tống đô thống chết bất đắc kỳ tử tin tức, văn võ bá quan hầu cầm trong tay hốt, ở cửa đại điện nghị luận ào ào. Cung nhân cúi đầu cúi đầu, thanh yên giống như cung trang, ở trên cầu, trên hành lang kinh mà không tiếng động đi qua, sắc mặt trắng bệch đến đi vội vàng, lá sen hạ kiêu lý ngủ đông không ra. Đêm qua cửa cung khép chặt, cửa lưỡi mát va chạm cùng tiếng kêu giống như một cái ác mộng, sáng sớm chỉ để lại đầy đất máu tươi cục tay. Vài cái cung nhân đem thi thể nâng làm một đống. Minh Yến trong tay trong chén trà di động hai phiến lá trà, hắn lắc lắc cái cốc, đem chúng nó chìm xuống, cúi đầu tảo che mặt tiền hai cái nơm nớp lo sợ Thái Y tìm ta nói cái gì. Thái Y cả gan nhìn phía ghế trên đại tư không, trên người hắn miệng vết thương vẫn chưa cảm nhiễm, chỉ là mất máu, môi nhan sắc cực đạm, chỉnh thể nhìn qua, sau mặt như giấy vàng vương tốt nhất nhiều lắm. Hồi đại nhân, vương thượng thận hư tỳ nhược, nhiều năm qua dùng dược không được hảo chuyển, thêm vào cảm xúc ứ động cho tâm, có trúng gió điềm báo trước, mai kia bùng nổ khạc ra máu, đến nay chưa tỉnh, chỉ sợ. Vương thượng còn chưa đại hôn, trong cung không có chủ sự người. Thái y chấp tay, kiên trì nói, thần chờ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ phải đến bẩm báo đại nhân. Trong cung vô chủ, đại quyền lạc nơi khác cho ai, người người trong lòng đều biết. Thống trị Nam quốc gần trăm năm yến thị bộ tộc, theo ngay hôm đó khởi hướng sự suy thoái. Minh Yến trầm mặt, mặt hai cái Thái Y ra nhất hậu lưng mồ hôi lạnh, hắn mới lạnh lùng vừa vén mí mắt. Canh sâm đâu? Treo. Thái Y liếc nhau, nhẹ nhàng thở ra, không người lui đi ra ngoài. Minh Phủ phòng bếp tràn đầy vị thuốc, người người tất cả đều bận rộn đưa băng gạt, tắm rửa xiêm y cùng nước ấm, tiền trong viện hoa hồng hoa chết héo một đám lớn. Bọn họ nhìn ra, Đại Tư không phủ cũng nguyên khí đại thương nha hoàng dùng trong khay bưng hai chén dược đến, tô khuynh sốc mạnh ngồi dậy, hầu hạ Minh Yến dùng xong một chén, bản thân uống lên một chén, Minh Yến đưa tay xoa bóp một chút cái trán của nàng. Thế nào còn nóng? Tô khuynh kỳ quái xem hắn liếc mắt một cái, ôn nhu nói. Đại nhân sờ nửa sờ. Tác giả có chuyện muốn nói. Dự tính còn có 1.2 chương kết cục. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 60. Điểm dáng môi, hoàng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đời này thân thể của nàng trụ cột được cho hảo, ngày khởi liền lui thiêu. Hắn đem tóc của nàng đừng tới sau tai, chế của nàng cái gáy, cuối người hôn hôn cái trán của nàng. Ân, như vậy tài năng như chuẩn. Của hắn hôn chậm rãi hạ di, xẹt qua của nàng mũi, in lại nàng mềm mại môi, để nàng triền miên một lát. Tô khuynh cánh tay treo lên của hắn cổ, đem mặt hơi hơi sườn khai, lông mi dài hạ đá quý dường như ánh mắt ngưng thần xem hắn. Đại nhân! Như thế nào? Trong mắt nàng lượt hiển bất an. Lộ đại nhân từ thế tiền, đại nhân đến để đáp ứng hắn cái gì? Nàng quên không được kia một ngày, Minh Yến đầu vai thấm xuất huyết tích đến, nói đó là lưng thể đại giới. Minh Yến một tay cởi bỏ sim y, đi xuống nhất thốn, chậm rãi lộ ra quấn quít lấy băng gạt cánh tay sau kiên một đạo chữ thập hình đao ngân da thịt ngoại phiên đã ngưng tụ thành màu đen vết sẹo tô khuynh nhăn lại mày minh yến thấp mắt Tự hồ ở nghiêm cẩn hỏi nàng khắc coi như đoan chính làm khó ta phản thủ dùng đao của hắn ngữ khí chẳng hề để ý lão đầu nhi để mắt ta muốn ta thề vĩnh không xưng vương bằng không thiên lôi đánh xuống tự tuyệt cho hắn trước mộ phần nguyên lai ta ở trong mắt người khác, còn có vài phần năng lực. Tô Khuynh miếng môi, ngón trỏ nhẹ nhàng phủ trên đi, dọc theo vết sẹo di động, chính đang khép lại bên trong làn da nhất thời ngứa đứng lên, hắn một phen nắm lấy tay nàng. Tô Khuynh nửa ngày mới thở dài nói. Đại nhân tưởng thật tuân thủ lời hứa. Minh Yến nói. Tuân thủ lời hứa, này sẹo liền ở đầu hạ. Của hắn ngón cái nhẹ nhàng vuốt phẳng cổ tay nàng, tản mạng nói, người sống có thể như người chết vây khốn. Này hai đao, xem như trả lại 20 năm ân tình. Tô Khuynh kề hắn hỏi. Đại nhân nguyện làm vương thượng sao? Minh Yến cực kinh nhíu một chút mi, chỉ là nói. Ta không thích tẩm điện lý kia tứ khẩu đỉnh. Không chỉ là đỉnh, trên đất đá cẩm thạch gạch mặt, hắn tận mắt gặp hắc qua huyết long ỷ, kia lâu năm huyết ô không biết trầm hàng ở điêu khắc bàn long kia một mảnh lân trong khe hở. Hắn nghiêng đầu ngươi muốn làm vương hậu sao cô khuynh khẽ mỉm cười giúp hắn liễm hảo xiêm y cực khinh diêu một chút đầu vì sao cô khuynh nói ta thích trụ đại tư không phủ bên ngoài màu hồng phấn hải đường hoa nở rộ thái dương theo cửa sổ chiếu tiến vào dừng ở chiếc ghế thượng vài sợi quang ở nàng đỉnh đầu đem toái phát ấm phát lịch tấn biên hoa kiều diễm phía dưới một viên thúc dây kết bảo châu chiếc xạ một đường ánh sáng Minh Yến nở nụ cười một tiếng. Vậy chỉ vào vương thượng sớm ngày sinh ra một đứa trẻ đến. Trường kỳ nội đấu dưới, Yến Thị bàn chi cơ hồ toàn bộ suy sụp, hoàng thất lại vô huyết thống thuần khiết người thừa kế, nếu Yến thành cận dưới gối lại vô thái tử, đợi hắn sau trăm tuổi lại chính là một hồi nội loạn. Hắn đem tô khuynh ôm ở trên đùi hôn hôn gò má. Lại cũng không biết hắn được không. Vào thu, thời tiết vẫn cứ đại hạn. Nam cung thâm thiên giam, từ xưa đến nay vì cường quyền nanh vuốt, không ra một tháng, người người đều biết tử vi tinh tây trầm, thu nhận thiên tượng dị thường. Lúc đó 9 tháng, tỉnh dưỡng thân thể 3 tháng vương thượng yến thành cận rốt cục xuất hiện tại tiền điện, phi một thân thật dày hồ cừu, sắc mặt trắng bệt, cầm dài ra tinh miệng thanh tu, hai mắt vô thần, hoặc nhìn cũng không giống như là tỉnh dưỡng, mà như là bị người nhốt cho phòng ám trung. 3 tháng đến lời đồn đã chuyện nhảm không dứt bên tai, mọi người khe khẽ nói nhỏ, nhưng không dám lớn tiếng, trì ngọc hốt đứng ở dẫn đầu phía trước kia đạo cao ngất thân ảnh, là màu đỏ tươi sắc quan bào đại tư không. Minh Yến cũng không kết đảng, không cùng nhân thân cận, trời sinh chính là độc nhất phân tồn tại. Hoặc là mọi người hiệp lực đưa hắn sát diệt, hoặc là tập thể bái phục cho của hắn dưới chân. Đáng tiếc văn võ bá quan này nhiều năm qua không có một ngày có thể làm đến đông đủ tâm. Tranh danh trục lợi dù sao đầu tường thảo nhiều, chỉ cần bản thân nhất mẫu ba phần không bị quấy nhiễu, ai cũng chẳng ngờ nhiều chuyện, này đây những năm gần đây, liền như vậy nhường đại tư không phát triển an toàn. Tòa thượng vương thượng, người gỗ dường như chuyển động con mắt, thì rùi bỏ giống như ông ông anh anh văn võ bá quan cho không có gì, ánh mắt cùng minh yến tương đối khi, khóe miệng hắn khiên kéo ra một đạo giọng mỉa mai độ công. Cô đăng cơ lục tái, thức khuya dậy sớm, nhưng chung quy lực bất tòng tâm, không thể có điều kiến thụ, Hẹn cho tổ tiên, nay tự nguyện tốn ở đại tư không minh yến, nguyện ái khanh không phụ nhờ vả. Không khí phản phất ngưng trệ trụ thông thường, triều thần lặng ngắt như tờ, chỉ mở to hai mắt nhìn, hảo vài người rất hốt bản. Ngày mùa thu tinh không vạn lý, thiên thượng nhẹ nhàng xẹt qua một hàng chim nhạn. Minh Yến liêu bãi quỳ xuống, cũng xem Yến thành cận, trong mắt khinh miệt, cùng hắn đối chọi gay gắt. Thịnh thế thanh bình, long thể vĩnh an đại tư không một lời đã ra, phía sau triều thần rào rào quỳ nhất, sơn hô sóng thần. Vương thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Yến Thành cận ngồi ở ghế trên, nghe phía dưới ba đào lôi đình thông thường khen tặng, nội tâm một mảnh đờ đẫn. Hắn gắt gao nắm chặt lông ỉ tay vịn, căng thẳng môi, sau một lúc lâu, lộ ra một cái tái nhật châm chọc cười. Hắn ngẩng đầu, trên ngọn cây lại một mảnh hoàng diệp, bương bướm đậu xí dường như bay xuống, bình dừng ở trong hồ thuyền nhỏ dường như chậm rãi phiêu xa. Ngay hôm đó khởi, Minh Yến lấy đại tư không chi chức dựa vào nhiếp chính, quân quyền về nhất, hình đồng tân vương. Đại tư không phủ vô khách đăng môn, du đông phong ngồi ở cửa ngủ gật. Gió bắt lại cấp trong viện gặp hạng mấy đám hoa hồng hoa, mùa hè đã đến gấm hoa rực rỡ, hắn hừ ca nhi cấp hoa tưới nước, bụi hoa lý bay qua nhất con bướm, hắn đem siêu kiều một chút, cố ý sái bương bướm cánh, bạch phiến điệp dãy dụa phi rất cao, hắn liền đặt xuống bình, đem áo khoác cởi ra, phát bương bướng chạy. Chạy tới cửa, ai u một tiếng nhảy dựng lên. Đại nhân đã về rồi. Tiền viện vải nước lý một đóa màu trắng hoa súng, cao vút nở rộ. Tô khuynh tóc chưa vãn, thật dài phi ở giữa lưng, sổ tầng lộ mỏng quần áo vãn đến khuỷu tay thượng, cầm tiểu ngân trước, quy trên gối nằm úp sắp trồn bạc ăn đậu phộng. Một bàn tay liêu liêu tóc của nàng, bên tai cuối thượng ác ý khảy lộng một chút, quảng cua ẻ thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên đến. Không quy cũ. Tô Khuynh vành tay tức khắc đỏ, vẫn ngồi ở ghế không quay đầu, thật có lỗi cười cười. Ta không thể động, nghẹn nó. Minh Yến ngồi sổng xuống đến, đoạt qua trước, vốn lười nhát ghé vào Tô khuynh trên đùi, mị thái mọc lan tràn tiểu súc sinh, lập tức trung lên mau cúc thành một đoàn. Hắn đem kia một đoàn linh đi lại, nắm chặt đầy hai má, tiểu hồ ly làm bộ muốn cắn làm cho hắn nắm bắt lạc không dưới xỉ, chỉ có móng vuốt ở không trung loạn bào, nó hung ác một trương miệng lộ ra răng nanh, Minh Yến đem kia mấy khỏa đậu phộng một phen tắt đi vào, mang theo sau gáy mau bỏ lại Tô Khuynh tất đầu. Chồng bạc cầm lệ chạy vào bụi cỏ, Tô Khuynh đưa tay đi lao, nó nhấc quai thân mình linh mẫn trốn trôi qua. Đại nhân! Tô Khuynh trách cứ nhẹ nhàng hoán một tiếng, này mau đoàn nhi làm cho nàng dỗ 4 năm ngày mới bằng lòng đồng nàng như vậy thân cận. Minh Yến thủ sẵn nàng cầm, đến gần rồi, chắp mũi ở trên mặt nàng dao động. Quán cho ngươi trên trời, gặp ta trở về không chịu để ý. Cô Khuynh làm cho hắn biến thành có chút ngứa, cả cười một tiếng, nghiêng đi mặt. Đại nhân làm cái gì vậy? Nghe thấy nghe thấy có không có để lại kia súc sinh vị. Cô Khuynh cười đến vũ phát minh diễm, phản phất sở hữu quan đều chiếu vào nàng trong ánh mắt. Trên mặt làm sao có thể có? Minh Yến chậm rãi rũ mắt xuống, tự hồ theo thượng xuống đánh giá nàng. Liếm quá, cọ quá, còn có. Tô Khuynh thấp kém mắt, hai tùng lông mi lã chả đẩu. Tiểu hồ ly không cọ mặt ta. Sau một lúc lâu, xem hắn tháp bản thân cầm ngón tay, nhẹ nhàng bồi thêm một câu, nhưng là đại nhân giấu tay nó. Minh Yến vẫy thủ, hoành nàng liếc mắt một cái, lại bật khóe miệng cúi đầu xem chính mình tay, dưới ánh mặt trời trưởng văn rõ ràng. Tô Khuynh đứng lên, đem băng ghế quy về, váy vuốt hảo, vui sướng vãn trụ cánh tay hắn. Trở về thay quần áo thường đi. Minh Yến trở về phía trước đã vội 10 ngày, Nam Quốc cao thấp, chỉ có đại tư không không có cố định hư một ngày, cùng quyền lực làm bạn mà đến, là vô cùng vô tận trường ra sự vụ. Hôm nay sáng sớm, nội cung truyền đến tin tức, vương thượng đầu vóc người tự sinh ra, cử quốc chúc mừng, lâm triều tạm dừng một ngày, hắn cho nên có ngày nghỉ. Minh Yến Đạm nói. Nam Hài, lớn lên giống từ vương sao. Đã có tân một đám nữ quyến vào cung, sớm nhất phục sức vương thượng thải nữ từ thị, hiện thời đã thăng vì vương hậu, chẳng qua là không có gì thực quyền vương hậu. Sống vai mà ngồi vương thượng cùng vương hậu phu thê, đã thành vì nam quốc tượng trưng. Tô Quynh thở dài. Yến thị tướng mạo, một chút cũng chưa truyền xuống tới. Minh Yến vẹn vẹn cổ tay áo, nghe vậy ngừng dừng lại này cũng tốt lắm, Yến Thành cận ngày thường quá mức nữ khí, không giống cái vương thượng. Tô Khuynh miễn cười, mỗi chân nhẹ nhàng đá một hòn đá nhỏ. Nếu vương thượng có tâm, kẻ này hẳn là trở thành trong lòng hắn gửi gắm, Yến Thị theo này nhất mạch bắt đầu khởi tử hồi sinh cũng cũng chưa biết. Minh Yến niết một phen của nàng gò má. Nghĩ cái gì đâu? Tô Khuynh bụng mặt quay đầu đi chỗ khác. Ta suy nghĩ, nếu đại nhân chân tướng đồn đãi theo như lời, nên bóp chết kẻ này cho tả lót. Đồng đại nói như thế nào? Đại tư không cướp đoạt chính quyền. Minh Yến cười một tiếng, tự hồ hoàn toàn không đương hồi sự. Ta thích gì, ngươi không biết. Hắn cũng không nguyện ủy khuất qua ngày, làm quyền thần ngày trải qua dễ chịu, nhưng thích tóm lại không phải là quyền sanh sát trong tay. Hai người sống vai đi qua nội viện, kinh nguyệt theo bọn họ trước mặt đi ngang qua, phúc phúc. Đại nhân, phu nhân nàng sơ phụ nhân kế mặt còn giống cái nữ hài tử tô khuynh hướng nàng điểm một chút đầu kinh thị nữ vận mệnh nói đến cũng thật truyền kỳ năm mới gả cho đại tư không không đủ bán nguyệt liền bị hưu khí lại một tháng xứng cho đều hộ vệ du tây phong kinh nguyệt thải ánh mặt trời đắc đắc chạy qua hậu viên túng gió tây tay áo đưa hắn theo đầu tường thượng túng xuống dưới gió tây đem kiếm mạnh cắm trên mặt đất cô nải nải ngài lại như thế nào? Kinh nguyệt đọa tiểu hài nhi, mày liễu đổ dựng thẳng. Đại nhân có rảnh liền hồi phủ bồi phu nhân, ngươi vì sao có rảnh chỉ luyện kiếm? Như vậy tô khuynh có rảnh liền cấp đại nhân làm kém chút, làm sao ngươi cũng chỉ hội ăn? Ngươi thảo đánh. Hai người vui đùa ầm ĩ bóng dáng một trước một sau dừng ở hành lang trung, du nam phong ngồi ở mã vòng trên lan can xa xa nghẽ, miệng hàm căng thảo. Gió bắc, nhưng vẫn là không cần cưới lão bà hảo. Gió bắt điểm một chút đầu. Ta xem cũng là. Kinh Nguyệt luôn luôn đuổi đánh đến hậu viên bên trong, xoa thắt lưng vù vù thở, cây hòe che trời tế nhật, trên mặt đất rơi xuống một đám lớn bóng ma, nàng ở trong này thấy quá một lần tô khuynh, mùa xuân nàng ôm bình ngửa đầu, bốn trưởng thành nam hài tử đều cưỡi ở trên cây, lay động chi can, chân dài cuối, hòe hoa hạ tuyết giống nhau ào ào dừng ở nàng trên tóc cùng trên mặt, nàng ôm nhu nói gió bắt hoảng chuẩn chút đều lãng phí bốn người cùng nhau ác liệt điên cuồng lay động đứng lên gió bắt hưng phấn vẻ mặt đỏ bừng khuynh tỷ, được không được ngoạn màu trắng hòe hoa rơi vào càng mảnh cô khuynh hai tay ôm bình hòe hoa không được theo nàng cái tráng cùng mũi ngã nhào nàng chỉ phải nhắm mắt lại cười lông mi lả chả lay động cửa sổ nhắm nồng đậm huân hương nhìn xem che lại mảng thi kiều diễm hương vị đỉnh bên trong băng cứng đang ở hòa tan, tô khuynh tóc đen phân tán ở trên gối, thủ theo trong chăn vương đến, tiếp nhận minh yến trong tay băng bát. Trên người nàng chỉ tầng dưới chót sa y, nửa che nửa đậy lộ ra bên trong mặt ngực, hắn đem gối đầu rút ra, điếm ở nàng sau thắt lưng, tô khuynh liếc nhìn hắn, không tốt lắm ý tứ đem cái cốc kéo thẳng trên lưng, cúi đầu cắn nát một quả anh đào, miệng đầy chua ngọt nước. Ăn ngon sao? Nàng gật đầu một cái như vậy ăn cái gì nếu là nàng nương thấy nhất định mắng nàng không quy củ khả minh yến cho nàng ngồi ở trên giường ăn có khi xem nàng quy nàng ăn thời tiết nóng trong phủ băng bác thật sự ăn ngon như vậy không quy củ liền trở nên không thể kháng cự minh yến ngồi ở án tiền phiên nàng theo trong cung thu hồi đến sách giải trí ánh mặt trời dừng ở hắn rất tuấn mi quốc thượng thường thường nói một ngày chỉ một chén tô khuynh cười cười Hảo, trang sách bên trong thình lình phiêu ra bán trang giấy, hắn ở không trung chụp tới, đưa tới trước mắt xem. Trên giấy ấn một quả không trọn vẹn không được đầy đủ tam cánh hoa hoa sen, như là nữ tử hoa điền phản ấn trên giấy, tà dương dưới, thống sắc ôm nhu đỏ bừng. Bản tiểu chuyện sư hoàng tác giả có chuyện muốn nói. Kế tiếp thế giới sa đọa nữ trung học sinh. Nhắc nhở một chút. Kiếp đảng thận nhập. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Thủy mặt hoa sen một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Skikumo 10 cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bình, không 0112 bình, lưu sầu dịp 10 bình, e e, nạp ni, đắc đắc một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video